Trên màn hình là quý cô chú anh chị em đang được nhìn thấy một chút cái profile cá nhân của em Huyền. Em Huyền thì sinh năm 1989, sinh ra ở quê hương Quan Họ, Bắc Ninh. Và hiện tại thì em Huyền đã chuyển ra ngoài Hà Nội sinh sống được khoảng hơn 1 năm nay. Thực ra thì trước đó em Huyền chưa bao giờ có ý định là mình sẽ rời xa quê hương Bắc Ninh để ra thủ đô sinh sống đâu. Thế nhưng mà khi biết đến cơ hội USD thì em Huyền nghĩ rằng là mình cần phải vươn ra biển lớn hơn một chút xíu này. Mình cần phải đến những cái nơi mà có nhiều những nhà tài trợ góp vốn lớn này. Mình cần phải đến những cái nơi mà có những người mà có nhiều kiến thức về công nghệ này cũng như là về những cái tư duy tài chính. Và em Huyền quyết định là mình sẽ chuyển cái nơi sinh sống của mình ra ngoài Hà Nội để mình có thể được gặp gỡ các anh chị em nhà đầu tư vào UST nhiều hơn hàng tuần, hàng ngày và học hỏi được những cái kiến thức kinh nghiệm của tất cả quý cô chú anh chị em mình. Đấy, và rất là may mắn trong cái khoảng thời gian mà em liền ra cái quyết định lựa chọn đó thì đúng là vào được cái môi trường quá tuyệt vời và rất là biết ơn khi mà em liền được vào một cái môi trường những nhà đầu tư của chúng ta là một cộng đồng thịnh vượng giàu có thực sự luôn ạ. Nhân ái và hỗ trợ cho mỗi một nhà đầu tư cùng phát triển bản thân, phát triển cá nhân từ cái tư duy kiến thức về tài chính cho đến là những cái kiến thức liên quan đến doanh nghiệp của chúng ta. Đấy, và cái tổ chức mà hiện tại mà em Huyền đang tham gia sinh hoạt nhiều nhất đó là team chiến lược. Đấy, em Huyền rất là biết ơn team chiến lược là trong suốt gần 2 năm mà em Huyền là đồng hành cùng với team chiến lược thì em Huyền cũng có cơ hội để xuất hiện trên những cái buổi Zoom online như này, được tiếp cận, tiếp xúc và làm quen nhiều với lại quý cô chú anh chị. Đấy, và trước đó thì em Hiền là một giảng viên tiếng Anh ạ. Đấy, và là một giảng viên tiếng Anh của một trường cao đẳng ở Bắc Ninh. Đấy, nghề nghiệp chuyên môn rồi trình độ chuyên môn chỉ là ngoại ngữ thôi, tiếng Anh và tiếng Trung. Tuy nhiên rằng là 2020 là một cái năm mà đại dịch Covid xảy đến. Em Hiền tin chắc rằng là không chỉ em Hiền mà còn có nhiều quý cô chú anh chị em mình ở đây. Mình cũng phải trải qua nhiều những cái biến động trong cuộc sống đúng không ạ? Là mình cần phải thay đổi nhiều những cái tư duy. Và em Hiền may mắn trong năm 2020 đã được người chị chia sẻ cho cái cơ hội đầu tư và sở hữu cổ phần của doanh nghiệp UST chúng ta ở cái thời điểm đó là nó đang huy động vốn ở giai đoạn 14 trên tổng giai đoạn 15 giai đoạn huy động vốn của tập đoàn. Đấy, và ngày 14 tháng 10 là ngày em Hiền ra quyết định tin tưởng 100% và ra quyết định là sở hữu trả góp 1 triệu cổ phần đầu tiên là vào ngày 14 tháng 10 năm 2020, cho đến ngày hôm nay là đã gần 3 năm trôi qua rồi. Là từ kể từ ngày đầu tiên đó thì em liền liên tục là gia tăng cái khoản đầu tư tài trợ góp vốn của mình vào cho công nghệ cũng như là gia tăng những cái sự hiểu biết, những cái kiến thức mà mình có được với cái cơ hội này để khẳng định chắc chắn một lần nữa là cái niềm tin của mình đang được đặt đúng nơi đúng chỗ. Đấy, và hiện tại thì em Huyền cũng phát triển với cái vai trò là một đối tác, ngoài là một nhà đầu tư người đồng sở hữu với công nghệ thì em Huyền cũng phát triển với vai trò là một đối tác, và cái vị trí mà em Huyền đang có là vị trí top expert. Đây là một vị trí quản lý cộng đồng chính ở trong cái công ty quỹ, là đơn vị đối tác chiến lược huy động vốn cho bên phía tập đoàn công ty công nghệ của chúng ta Unisky đã. Đấy, và trong vòng gần 3 năm qua thì thực sự là em Huyền rất là biết ơn vì rằng là mình nhận được rất là nhiều tình yêu thương, mến thương của mọi người và đó cũng chính là cái nguồn năng lượng để giúp cho em Huyền có thêm được nhiều những cái sức khỏe, những cái năng lượng để mình tìm tòi và mình phát triển trong cái sự nghiệp này. Và sau khi mà em ra cái quyết định đầu tư đấy thì em Huyền giống như chị Phạm Thương Mến, giống như chị Vương Hoa, là mình đã dành cái tình yêu ở đây rồi và mình muốn chứng thực được cái tình yêu của mình, cái niềm tin của mình, cái hy vọng của mình trong tương lai. Đấy, và em Huyền đã có 3 lần 3 chuyến sang thăm tập đoàn, 2 lần sang thăm tập đoàn ở bên UAE, và ở trên màn hình là quý cô chú anh chị em mình đang được nhìn thấy. Tất cả nhà mình đã nhìn thấy là em Huyền chuyển slide chưa ạ? Em Huyền Chưa đã chuyển chuyển cho em slide này, chưa chuyển chưa ạ? chuyển. Chưa chuyển, có lẽ rằng là mọi người vẫn chưa nhìn thấy cái toàn màn hình của em. Và như thế này thì nó lại không được toàn màn hình. Như này thì cả nhà mình nhìn thấy màn hình đúng không ạ? Nhưng nó lại không phải là toàn hết cả cái máy tính. Em nhìn thấy là khi em chia sẻ toàn màn hình thì nó lại bị là
Màn hình của bạn bị tạm dừng. Có cách nào để em chia sẻ được full màn hình không nhỉ anh Tường ơi? Mọi hôm nó vẫn bình thường nhưng hôm nay nó bị lỗi một chút ạ. Thế này thì cả nhà mình sẽ chịu khó xem màn hình nó hơi nhỏ một chút được không ạ? Em đang trang tính à? Dạ. Trang tính hay là PowerPoint? Của em là nó là key ạ. Thế À, thì em mở lại, em mở lại thành PowerPoint đúng không thôi em mở PowerPoint thì là ạ? Cả nhà em Hiền xin phép 30 giây. Cả nhà cũng cùng uống một ngụm nước nhà trong lúc chờ đợi em Hiền nhé. ok. Xin lỗi cả nhà vì sự bất tiện này, thì đôi lúc là cũng trục trặc kỹ thuật ạ. Cả nhà mình cùng chờ em Hiền một chút ạ. Nó là chuyện nhỏ mà, trong cuộc sống chúng ta đôi khi nó xảy ra những cái vấn đề nho nhỏ như thế là chuyện rất bình thường. Em cứ từ từ bình tĩnh xử lý. Quan trọng là thông tin tối ngày hôm nay nó rất rất quan trọng. Thế nên là mọi người sẵn sàng chờ đợi. Em vẫn thấy là nó bị tạm dừng chia sẻ màn hình anh ạ. Thế chắc khả năng là máy của nó đang có vấn đề. Nếu mà cả nhà mình không nhìn thấy toàn màn hình thì nó sẽ khá À, là bất tiện một bây giờ như này em chuyển chút. cái server đấy sang sang cho anh, xong rồi anh chiếu, xong rồi em nói đến đâu xong rồi anh link đấy được. Em thử lại một lần nữa nhé. Như này được đấy, Như này được ạ? Như này nhìn thấy toàn màn hình ạ? đúng rồi. À vâng, thế thì được rồi, may quá. Ok Cảm ơn anh Mạnh Tường ạ. em nhé. Vâng ạ. Dạ vâng ạ, đây là em xin phép được tiếp tục với cái slide của mình nhé. Cái slide thứ hai mà các anh chị em cô chú đang được nhìn thấy ở trên màn hình là cái hình ảnh thực tế trong cái chuyến đi đầu tiên mà em liền sau khi ra quyết định đầu tư trở thành cổ đông nhà tài trợ góp vốn cho công nghệ này. Em Huyền ơi, chị xin phép một chút là cái hình ảnh này vẫn là cái hình ảnh mà em mặc bộ vest màu đen đeo kính nhá. À thế thì chị vẫn chưa tải rồi ạ. Thế thì anh Tường sẽ giúp em một chút xíu về cái slide này nhé. Em gửi sang trong rồi đấy ạ. Ok. Vâng ạ, cảm ơn anh. Xin lỗi cả nhà mình một chút vì em liền một chút trục trặc kỹ thuật. Rất là muốn khoe với cả nhà mình những cái hình ảnh thực tế trong ba cái chuyến đi mà em liền đã sang thăm tổ đoàn mình ở hai cái khu trung tâm thử nghiệm công nghệ của chúng ta. Một khu trung tâm đầu tiên đó là ở tại Belarus, là cái quốc gia mà đã sinh ra cái người nhà khoa học vĩ đại của chúng ta Anatol Minsky đó. Em liền thì cùng với chị Vương Hoa, chị Phạm Thương Mến, ba chị em cùng với lại 55 quý cô chú anh chị em nhà đầu tư khác đã có mặt ở trong chuyến đi đó 26 ngày, được sinh sống và làm việc, được tham quan toàn bộ cái khu sinh thái của bên phía tập đoàn chúng ta rộng gần 200 hecta ở bên phía Belarus. Đấy, và trong cái thời gian 26 ngày đó là toàn bộ tất cả những cái trải nghiệm thực sự là tai nghe mắt thấy, thực sự là mình trải qua những cái nó gọi là những cái vấn đề nó phát sinh đối với đoàn 57 con người của đoàn Việt Nam mình bị quá hạn visa và ở lại châu Âu ở trong cái thời kỳ giữa cái khủng hoảng chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Thì rất là may mắn rằng là tập đoàn của chúng ta là một công ty thực sự uy tín và nổi tiếng, và nhờ có tiếng nói của công ty mình nên là đã có thể là ra mặt và ứng cứu được cho 57 con người anh chị em trong đoàn cổ đông, để chứng minh được rằng là cái việc mà đoàn anh chị em cổ đông ở lại đó quá hạn visa không phải là cố tình trốn ở lại đấy, mà nó là do những cái lý do, những cái yếu tố khách quan nó xảy đến và đoàn đã bắt buộc cần phải ở lại bên phía Belarus và quá cái hạn visa. Và nhờ có công ty mà
Đoàn anh chị em 57 người đã xin gia hạn được visa và về Việt Nam một cách an toàn, và sau đó thì vẫn quay trở lại được tập đoàn đấy, và như những công dân bình thường khác thôi ạ. Nó không có bất cứ vấn đề gì xảy ra, và nhờ có cái sự kiện đó mà tất cả các anh chị em cổ đông đều có một cái niềm tin, vừa là niềm tin vững mạnh vào cái sự phát triển của tập đoàn, vừa có niềm tin vững mạnh về cái khả năng xử lý các cái tình huống xảy ra, cũng như là cái tầm uy tín ấy, của tập đoàn của chúng ta nó rất là lớn. Đấy, và trên màn hình thì em Hiền muốn chia sẻ và giới thiệu với cả nhà mình những cái hình ảnh của hai cái chuyến đi đầu tiên. Trước đó, trước khi mà em Hiền sang bên Belarus thì là cái chuyến đi sang thăm UAE. Chuyến đi đầu tiên mà em Hiền may mắn được có mặt đó là chuyến đi vào tháng 3 năm 2022. Đây là cái chuyến đi mà em Hiền gọi là thực thấy những gì mà mình bỏ tiền, mình tài trợ góp vốn vào, những gì mà mình nói và mình chia sẻ cho những người thân và bạn bè xung quanh mình về cái cơ hội mà mình đang đầu tư tài trợ góp vốn này, rằng là trong vòng 3 đến 5 năm tới, cái khoản đầu tư tài trợ góp vốn đó nó có thể nhân lên gấp hàng chục, hàng trăm lần, và thậm chí rằng là mình cứ giữ cái khoản đầu tư này thì nó còn có thể cho mình một cái dòng tiền cổ tức thụ động, giúp cho mình có cái khả năng tự do tài chính trong hàng trăm năm, và sau này còn thể là thừa kế lại cho thế hệ đời con đời cháu mình. Đấy, và trên màn hình là quý cô chú anh chị em đang được nhìn thấy những cái hình ảnh mà em Hiền được chụp ảnh kỷ niệm với cha đẻ của công nghệ này là ngài chủ tịch Anatolinsky, đúng không ạ? Và những cái chuyến đi thăm và trải nghiệm ngồi thử lên trên cái con tàu, cái hệ thống tuyến đường của chúng ta ở ở bên phía UAE đã và đang được xây dựng ở bên đó. Đấy, và đây là những hình ảnh của đoàn tài trợ, những anh chị em nhà đầu tư tài trợ góp vốn của Việt Nam chúng ta trong những cái chuyến đi đó. Chuyến đi tiếp theo đó là cái chuyến đi cũng là sang thăm UAE. Đấy, nhưng lần thứ hai quay trở lại này là cách đó một năm ạ. Chuyến đi này diễn ra vào đợt tháng 2 năm 2023 vừa rồi. Đấy, và trong cái chuyến đi lần tới này thì em Huyền một lần nữa, sau một năm mà mình quay trở lại, mình nhìn thấy rằng là cái khu trung tâm thử nghiệm của mình nó đã phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, làm được rất là nhiều thứ. Rất nhiều nhà ga xuất hiện, rất nhiều những trụ cột đỡ của những cái tuyến đường, không những là thử nghiệm mà còn chứng nhận cho công nghệ của chúng ta ở bên đó, và cũng đã chứng kiến được cả cái quá trình tham quan, làm việc, đàm phán của những cái bên khách hàng của chúng ta, của tập đoàn chúng ta. Họ cũng đã đến tham quan làm việc trong những cái buổi mà đoàn cổ đông Việt Nam đến thăm. Đấy, và ở trên màn hình là quý cô chú anh chị em đang được nhìn thấy những hình ảnh mấy người cũng lại một lần nữa được chụp ảnh kỷ niệm với ngài chủ tịch này. Và trong cái chuyến đi lần này thì còn có cả những nhà đầu tư đến từ những cái cộng đồng nước ngoài khác nữa. Đấy, ở trên màn hình là có cả tờ của những anh chị em bạn bè quốc tế đấy ạ. Và chuyến đi thứ ba là chuyến đi sang bên Belarus. Chuyến đi thứ ba sang bên Belarus này thì nó diễn ra vào đợt tháng 9 và tháng 10 năm 2022. Đấy, và trong cái chuyến đi này thì không chỉ là được ngồi trải nghiệm lên trên con tàu năm cái tuyến đường thử nghiệm chứng nhận ở bên Belarus nữa, mà còn là được đi thăm vào văn phòng nhà máy đấy. Được nhìn thấy cả cái những cái công nghệ khác nữa của tập đoàn, như là công nghệ máy bay không người lái, như là công nghệ mùn vi sinh đấy, và rất là nhiều hệ sinh thái khác đã và đang được phát triển, thậm chí là đã mang lại được cả những cái nguồn doanh thu cho tập đoàn mình. Có rất là nhiều anh chị em nhà đầu tư thắc mắc rằng là công nghệ đường ray dây UST của chúng ta chưa mang lại doanh thu, vì sao mà tập đoàn công ty chúng ta lại có doanh thu và lợi nhuận được, thì câu trả lời là nó còn có cả những cái nguồn doanh thu đến từ những cái sản phẩm phụ trợ khác, những cái sản phẩm công nghệ khác của tập đoàn trong toàn bộ cái hệ sinh thái mà tập đoàn đang có đấy ạ. Thế thì em liền muốn chia sẻ những cái hình ảnh này trước, để rất là mong muốn thì cô chú anh chị em mình sẽ nhận được những cái thông tin từ một cá nhân Huyền là một nhà đầu tư giống như tất cả quý cô chú anh chị em, và Huyền cũng là một người mà gọi là nhân chứng sống được trực tiếp sang thăm tập đoàn 3 lần. Thì những gì mà Huyền chia sẻ sắp sau đây ạ, cả nhà mình sẽ thấy là nó sẽ có một cái sự tin cậy nào đó. Nếu như cả nhà cảm thấy là đủ nhiều tin cậy thì có thể cho Huyền số 10 đúng không ạ? Ở trên thang điểm 10, quý cô chú anh chị em hãy cho phép Huyền được xin số điểm tùy thích nếu như mà mình muốn ạ. Thì đây là một chút cái giới thiệu về bản thân em Huyền trước, và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào nội dung chính của buổi chia sẻ ngày hôm nay ạ. Xin phép anh Tường cho em slide tiếp theo. Đây ạ, đây là thêm một cái slide nữa là những cái hình ảnh mà em Huyền được chụp chung với lại ban lãnh đạo của công ty công nghệ UST cũng như là công ty quỹ đơn vị huy động vốn cho tập đoàn. Hình ảnh em Huyền chụp với ngài chủ tịch Anatolinsky, chụp với phu nhân của chủ tịch bà tổng giám đốc Nadeza,
đấy, rồi chụp với lại giám đốc của công ty quỹ này, CEO của công ty quỹ này đấy, và rất là nhiều những cái nhân vật quan trọng chủ chốt trong cái tập đoàn của chúng ta đấy. Thì em Huyền cũng đã có cái khoảng thời gian trong 3 lần đó, có những cái buổi được làm việc trực tiếp, đặt câu hỏi trực tiếp và được lắng nghe những cái trình bày và chia sẻ trực tiếp từ những con người quan trọng của tập đoàn mình ạ. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung chính nhé. Nội dung chính của buổi chia sẻ ngày hôm nay có tên là thành tựu của UST ạ. UST, tập đoàn của chúng ta là tập đoàn công nghệ, được thành lập vào năm 2014, cho đến nay đã trải qua hơn 8 năm rồi. Đấy, và em Huyền thì muốn rằng là trong cái buổi chia sẻ này, chúng ta sẽ cùng đánh giá cái cơ hội của chúng ta lại một lần nữa ở một cái cương vị. Đấy, là em Huyền ví mình cũng như là ví quý cô chú anh chị em chúng ta như những người thợ săn kỳ lân, đúng không ạ? Bởi vì là cái khoản đầu tư tài trợ góp vốn của chúng ta vào đây này, thực sự nó rất là nhỏ bé so với lại giới đầu tư ở phía bên ngoài, đúng không ạ? Tuy nhiên trong vòng 3 năm, 5 năm đấy, là có thể có những người đầu tư sớm hơn thì là 7 năm, 9 năm, chúng ta chờ đợi khoảng thời gian đó nó có thực sự là xứng đáng hay không với một startup kỳ lân như thế này ạ. Đấy, và cho em xin tiếp ạ, xin tiếp những cái thông tin tiếp theo ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem là dấu hiệu của một startup kỳ lân, một cái doanh nghiệp khởi nghiệp gọi là mang cái tầm cỡ lớn, nó sẽ là như thế nào nhá. Kỳ lân ở đây nó là một cái tên gọi cho một cái doanh nghiệp ở thời kỳ khởi nghiệp, mà sau khi nó hoàn thành được cái thời kỳ khởi nghiệp rồi á, nó sẽ là một trong những cái doanh nghiệp tầm cỡ, gọi là vươn tầm ra, những là một trong số những cái doanh nghiệp lớn nhất trên thế giới, trên toàn cầu về mặt vốn hóa cũng như là những giá trị mà doanh nghiệp có thể mang đến được cho thị trường. Thì chúng ta sẽ cùng đánh giá ở trên những cái tiêu chí sau đây ạ. Tiêu chí đầu tiên đó là giá trị của doanh nghiệp của công ty sẽ đạt trên 1 tỷ đô khi mà nó mới ra thị trường, và đây được xem là dấu hiệu của một startup kỳ lân ạ. Và tập đoàn của chúng ta thì đã được định giá là hơn 400 tỷ đô từ năm 2013, trước khi mà nó ra thị trường cơ ạ. Thì cả nhà mình có thấy là tập đoàn UST, công ty công nghệ của chúng ta là một cái công ty mà nó thực sự là nó còn lớn hơn cả một cái từ từ khóa là kỳ lân cơ ạ, lớn hơn rất là nhiều lần. Đấy, và cái thứ hai nữa đó là cái yếu tố về tốc độ tăng trưởng. Trong buổi chia sẻ ngày hôm nay, em Huyền cũng sẽ cùng phân tích với quý cô chú anh chị em về cái tốc độ tăng trưởng. Có rất là nhiều nhà đầu tư khi đầu tư vào đây chờ đợi khoảng vài tháng hay là 1 năm, 2 năm, và luôn đặt câu hỏi là tại sao lâu thế, đúng không ạ? Thế thì bây giờ mình cần phải phân tích một cái bức tranh nó lớn hơn, rằng là như thế có phải là lâu hay là nó là đang nhanh và rất nhanh không ạ? Đấy. Và cái thứ ba nữa đó là với một startup kỳ lân thì nó sẽ có sự thu hút với giới đầu tư, đặc biệt là những nhà đầu tư lớn. Và chúng ta đang được nhìn thấy là những cái gói đầu tư hàng trăm ngàn đô, hàng triệu đô ở trong cái thời gian gần đây ngày càng xuất hiện nhiều hơn, đúng không ạ? Rằng là cái dấu hiệu kỳ lân nó đã bắt đầu rõ ràng hơn với thị trường ạ, với những cái nhà đầu tư gọi là nhà đầu tư lớn mà họ đang đi săn những cái kỳ lân. Đây là quý cô chú anh chị em mình nhá, mình biết thông tin trước là nó là một lợi thế, và chúng ta cần phải khẩn trương hơn, nhanh hơn trước khi những nhà đầu tư lớn ngành người ta vào cuộc. Lúc đấy là cơ hội dành cho những cá nhỏ giống như chúng ta là sẽ ít dần đi đấy ạ. Rồi ạ, thông tin tiếp theo ạ. Thông tin tiếp theo đó là về cái giá trị thứ tư. Giá trị thị trường của doanh nghiệp này nó sẽ là một cái quy mô nó rất là lớn, thậm chí là quy mô toàn cầu, thậm chí rằng là quy mô dẫn đầu một cái ngành nào đó, vượt qua tất cả những công ty cũ đã và đang từng tồn tại, hoặc là thậm chí họ đang phát triển rất là mạnh. Thì cái một cái startup kỳ lân mặc dù mới ra đời nhưng nó hoàn toàn có thể là vượt qua những công ty đấy. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng phân tích với nhau về những thông tin này nhé. Rồi, thông tin tiếp theo ạ. Đó là thông tin về cái sản phẩm của doanh nghiệp này, nó thực sự là phải sản phẩm công nghệ đấy, và độc đáo. Nó có một cái gọi là con hào kinh tế đấy ạ, có một cái lợi thế cạnh tranh cực kỳ lớn so với các đối thủ cạnh tranh đã, đang và sẽ chuẩn bị sẽ có trong thị trường. Thì các cái kỳ lân thường là sẽ thành công đột phá bằng công nghệ, bằng cái sản phẩm công nghệ của mình, chứ không phải là bằng cái gì khác, đúng không ạ? Rồi ạ, bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp. Với doanh nghiệp OST của chúng ta thì OST đã loại bỏ được hai rủi ro chính. Rủi ro đầu tiên đó là rủi ro về mặt công nghệ. Rủi ro thứ hai là rủi ro về mặt thời gian chờ. Rất là may mắn cho quý cô chú anh chị em nào được biết đến công nghệ UST ở thời điểm hiện tại, rằng là chúng ta đang ở giai đoạn thứ 15,
giai đoạn áp chót của cái quá trình khởi nghiệp rồi, đúng không ạ? Là em Huyền, khi em Huyền biết đến ở giai đoạn thứ 14 là đã cảm thấy là mình quá may mắn vì cái khoảng thời gian chờ đợi của mình ngắn này, và mình lại vẫn còn cơ hội để mình tranh thủ mình gom được cái số lượng cổ phần lớn ở đây. Đấy thì hai cái rủi ro chính với công nghệ này chúng ta đã và đang vượt qua và loại bỏ được nó rồi. Đây là chúng ta sẽ cùng phân tích với nhau tiếp. Đến phần cuối chúng ta sẽ cùng xem là nó còn đang tồn tại những cái rủi ro nào nữa nhé. Đấy, và với một cái doanh nghiệp kỳ lân như này thì nó còn sở hữu cho mình hai cái chìa khóa vàng trong đầu tư. Đây là mình sẽ xem chìa khóa đầu tiên. Chìa khóa đầu tiên trong cái đầu tư vào một startup kỳ lân đó là sở hữu bí quyết công nghệ, đúng không ạ? Chúng ta có quyền sở hữu trí tuệ độc quyền của công nghệ vận tải đường sắt dây trên cao. Đây là một loại hình giao thông, một tổ hợp giao thông vận tải, đúng không ạ? Đi đầu tiên phong trong cái lĩnh vực giao thông vận tải, giải quyết triệt để bài toán mà ngành giao thông vận tải trên toàn cầu đang gặp phải. Thì phải nói rằng là cái bí quyết công nghệ của tập đoàn chúng ta thực sự rất là may mắn, chúng ta đang sở hữu nó lớn hơn rất nhiều lần so với những gì những doanh nghiệp khác đang có ở bên ngoài. Khi em Viền chia sẻ cái cơ hội đầu tư này với những người bạn bè của mình, họ cũng đã và đang phát triển khá là nhiều những cái sản phẩm tốt ở ngoài kia. Thì họ cũng tự tin với những gì mà họ có. Thì cái mà em Huyền chia sẻ với họ là những gì mà anh chị có nó là tốt, nhưng em Huyền có một cái nữa nó còn tốt hơn, nó còn tuyệt vời hơn cả những gì mà anh tưởng tượng, các anh chị tưởng tượng. Đấy. Và cái công nghệ của chúng ta thì nó có tính công nghệ cao, có sự khác biệt đột phá, đúng không ạ? Nó không phải là đi sản xuất ra một phương tiện giao thông vận tải như các hãng ô tô, mà đây nó sản xuất ra cả một tổ hợp giao thông vận tải, bao gồm cả nhà ga, bao gồm cả đường dây, bao gồm cả các con tàu di chuyển cho nó, đúng không ạ? Rồi nhu cầu thị trường có lớn không ạ? Lớn hay rất lớn ạ? Nhu cầu thị trường trong ngành vận tải hành khách và vận tải logistics chở hàng hóa là vô cùng lớn trên toàn cầu. 8 tỷ người dân và hàng triệu doanh nghiệp trên hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Cái nhu cầu này nó rất là lớn. Đấy, và khi có một cái loại hình giao thông vận tải, nó đưa vào được những cái giải pháp giải quyết được bài toán về tắc đường này, đúng không ạ? Về tai nạn này, về thời gian di chuyển này, về chi phí di chuyển này, chi phí vận hành này, đúng không? Lại còn an toàn trong môi trường, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên rất là nhiều những cái giá trị đó. Đấy thì chúng ta thấy là đây là một cái lợi thế cực kỳ lớn của công nghệ UST. Và thêm một cái điều nữa đó là độc quyền. Đương nhiên rồi, công nghệ của chúng ta là do nhà khoa học Anatoly Risky, nó dành cái tâm huyết hơn 40 năm cuộc đời để nghiên cứu nó. Đấy, và trong vòng 8 năm vừa qua, hơn 8 năm vừa qua, cùng với hơn 600.000 nhà đầu tư trên khắp thế giới đang cùng tâm huyết ngày đêm để tạo nên một cái sản phẩm độc quyền trên thế giới. Và ông chủ tịch ngay từ cái thời điểm mà chúng ta thành lập doanh nghiệp ấy, đã mang đi được là đăng ký cái bản quyền sở hữu trí tuệ độc quyền ở các khu vực, ở trong đấy có cả khu vực của Trung Quốc. Trung Quốc là một trong những cái gọi là cường quốc về công nghệ sao chép, đúng không ạ? Sao chép copy. Nên là chúng ta cũng đã phải đăng ký cái độc quyền bản quyền sáng chế của chúng ta ở ngay cái thị trường của Trung Quốc rồi, để tránh trong cái việc là những cái đơn vị cạnh tranh trong thời gian sắp tới người ta hoàn toàn có thể là sao chép copy công nghệ đấy. Yếu tố thứ hai, chìa khóa vàng thứ hai trong cái khía cạnh mà chúng ta đang đầu tư vào đây, đó là tập đoàn của chúng ta công nghệ hay, công nghệ tốt rồi, nhưng lại nhận được một sự hỗ trợ thương mại từ những người có tầm ảnh hưởng, từ những quốc gia chính phủ có tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới. Đấy. Và rất là nhiều thông tin mà chúng ta sẽ được nhận được trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay. Tiếp đi ạ. Đấy. Bây giờ mình cũng sẽ cùng xem nhé. Đây là 15 giai đoạn đầu tiên startup của cái doanh nghiệp UST mà chúng ta đang đầu tư tài trợ góp vốn. Chúng ta đang nhìn vào màn hình là cái thời điểm hiện tại tháng 9 năm 2023 này, chúng ta đang ở đây là giai đoạn 15.1. Đây là giai đoạn cuối cùng, là cơ hội cuối cùng cho những nhà đầu tư nhỏ và vừa giống như chúng ta để có cơ hội được trở thành những nhà đồng sở hữu với công nghệ UST này. Đấy, và sau khi giai đoạn 15 này kết thúc rồi thì sẽ đóng lại cái cơ hội đó. Và cơ hội nó đã khép lại thì sẽ còn mở ra cho những nhà đầu tư mới nữa hay không? Thì cũng có, thì em Hiền sẽ phân tích ở đoạn sau nhé. Cũng có, nhưng mà cái quyền lợi nó đã khác biệt hoàn toàn so với cái sự may mắn của mỗi một chúng ta đang ngồi đây rồi ạ. Bây giờ chúng ta sẽ đi xem từng giai đoạn một của 15 giai đoạn này, công ty chúng ta đã làm được những gì. Ngày hôm nay là bài chia sẻ là thành tựu của UST, có nghĩa rằng là chúng ta sẽ đi vào phân tích và mổ xẻ xem là công ty đã sử dụng cái số tiền vốn huy động được của mỗi một cá nhân chúng ta
Mỗi một nhà đầu tư chúng ta đã đầu tư tài trợ góp vốn vào đây để làm cái gì, đúng không ạ? Phát triển ra làm sao và trong tương lai gần nó sẽ mang lại những cái thành quả lớn đến như thế nào ạ? Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn ngày bắt đầu của nó là vào cuối tháng 1 năm 2014 ạ. Ngay từ khi thành lập tập đoàn ạ, ông chủ tịch tập đoàn cũng như tập đoàn của chúng ta đã đưa ra một cái lộ trình phát triển rất là rõ ràng, rất là chi tiết. Đấy, và đó là lý do vì sao mặc dù là những ngày đầu tiên cái sự rủi ro với công nghệ này, với tập đoàn này nó rất là lớn, nhưng vì sao mà nó lại thu hút được cái sự yêu thích cũng như là niềm tin của nhiều nhà đầu tư gọi là trên cộng đồng đến như vậy, chính là bởi vì là cái sự rõ ràng, cái sự công khai minh bạch cũng như là cái tầm nhìn của cái nhà sáng lập ạ, nó đã giúp cho nhà đầu tư có thêm được nhiều niềm tin, họ sẵn sàng dành ra cái khoản đầu tư tài trợ mạo hiểm từ những cái giai đoạn đầu tiên ạ. Những người mà đầu tiên đầu tư được vào những cái giai đoạn đầu tiên phải nói là rất mạo hiểm đúng không ạ? Em mình cũng hay nghĩ đặt câu hỏi cho mình rằng là nếu mà 2014, 2015, 2016 mà mình biết đến cái cơ hội này chắc có lẽ mình cũng không ra quyết định đầu tư đâu. Bởi vì lúc đấy còn chưa nhìn thấy hình hài của con tàu là gì cả, đúng không ạ? Người thật việc thật còn chưa thấy sang đấy đâu. Thì làm sao có cái cơ sở niềm tin để mình đầu tư được? Thì phải nói là mình rất là biết ơn, tất cả chúng ta ngồi đây đều rất là biết ơn những nhà tài trợ góp vốn từ những cái thời gian đầu tiên. Thế thì cái giai đoạn 1 này, sử dụng được cái số huy động vốn được không phải là quá nhiều đâu ạ. Số vốn huy động được khá là ít thôi và nó được sử dụng vào cái việc là để thành lập cái cấu trúc quốc tế của tập đoàn. Đấy, và tạo ra được hàng chục các cái công ty đại diện cũng như là các cái tổ chức cấu trúc của công ty này trên khắp thế giới. Thực sự là bằng cái số vốn đầu tiên của những nhà đầu tư giai đoạn đầu mà làm được cái điều này nó đã rất là giỏi rồi đúng không ạ? Công ty đã rất là tuyệt vời rồi. Đấy, rồi công việc thứ hai đó là thực hiện tổng kết các khoản đầu tư cho các đối tác ở các cái giai đoạn trước, có cả những cái giai đoạn nào gọi là tiền trước khi mà thành lập doanh nghiệp, khi mà ông chủ tịch tập đoàn của chúng ta lúc đó vẫn còn ở trong cái giai đoạn là nghiên cứu công nghệ, thử nghiệm công nghệ đấy ạ. Đấy, rồi tiếp là cái công việc thứ ba là phát triển các chương trình thực hiện vận tải đường dây thế hệ thứ tư. Đấy, trong đó là có cả việc xây dựng các khu thử nghiệm hệ thống vận tải hàng hóa đô thị cao tốc cũng như là việc là đưa chúng vào chứng nhận. Đó là ngay từ những cái giai đoạn đầu tiên là nhà chủ tịch đã rất rõ ràng trong cái việc trên cái hành trình là phải biến những công trình ý tưởng của mình, khoa học của mình ở trên giấy, bản vẽ trên giấy phải trở thành một sản phẩm thực tế như thế nào, đúng không ạ? Cần đến số tiền bao nhiêu nguyên vật liệu, bao nhiêu nhân công, nhân lực vào cái quá trình để mà hiện thực hóa nó đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển tiếp sang giai đoạn thứ hai nhé. Giai đoạn thứ hai là nó bắt đầu vào từ tháng 4 năm 2014. Ở giai đoạn này thì bắt đầu là lập các cái ban thiết kế cho những cái công nghệ đặc biệt để kết hợp sản xuất thử nghiệm. Đấy, và cũng đã bắt đầu đăng ký thuê được cái địa điểm đầu tiên cho cái công ty công nghệ của chúng ta. Rồi bắt đầu những cái công việc đầu tiên với những khách hàng cũng như những nhà cung cấp để tạo ra được những cái cơ sở thử nghiệm. Đấy, với ba cái khu thử nghiệm vận tải đường dây thế hệ thứ tư này. À, rồi tiếp tục là ký kết những cái hợp đồng sơ bộ với những cái khách hàng của chúng ta trên toàn thế giới về các cái dự án cụ thể cho những cái hệ thống vận tải đường dây quốc tế. Ra đây là một cái lộ trình mà tất cả các anh chị em nhà đầu tư nào cũng có thể tự mình xem được ở trên chính văn phòng cá nhân của mình nhé. Những thông tin mà Huyền lấy ra và chia sẻ ngày hôm nay hay trong những cái buổi Zoom mà Huyền chia sẻ đấy ạ, hầu hết là Huyền đều lấy ở trên văn phòng cá nhân. Nên Huyền mới nói rằng là đó thực sự là một kho báu, là một kho tàng kiến thức. Rằng là tất cả chúng ta chỉ cần khai thác cái kho báu đó là chúng ta đã có thể có được cả một cái kho báu kim cương cho mình rồi. Tiếp ạ, đến giai đoạn thứ ba đi ạ. Giai đoạn thứ ba là ngày bắt đầu là 20 tháng 8 năm 2014, và giai đoạn này thì sẽ bước đầu thực hiện các cái công việc xây dựng tài liệu thiết kế cho các khu thử nghiệm, rồi củng cố lại sự hợp tác với các khách hàng, với các nhà cung cấp thiết bị. À, cung cấp thiết bị cho tập đoàn mình thì mới có những cái thiết bị để chúng ta tiến hành xây dựng được đúng không ạ? Rồi khởi động các công việc dự án và các cái việc xây dựng lắp ghép trên cơ sở thử nghiệm công nghiệp của dự án vận tải đường dây. Giai đoạn thứ tư tiếp theo ạ. Giai đoạn thứ tư là bắt đầu từ tháng 2 năm 2015. Ở giai đoạn này chúng ta đã bắt đầu có được những cái đàm phán với những các cái khách hàng tiềm năng đầu tiên của vận tải đường dây rồi. Ngay từ năm thứ hai đúng không ạ, mới bắt đầu năm thứ hai ở cái giai đoạn rất là sơ khai thôi, chúng ta đã bắt đầu tiến hành đàm phán rồi, song song với cái việc là chúng ta xây dựng thử nghiệm và chứng nhận.
là cái quá trình này tập đoàn mình đã làm luôn cái quá trình đàm phán thương mại luôn. Cả nhà mình sẽ nhìn thấy nhá, rằng là tập đoàn của chúng ta, ông chủ tịch và tập đoàn thực sự là có những cái đường lối phát triển quá là hoặc là quá là thông minh ạ, đẳng cấp luôn ạ. Bởi vì là chúng ta cùng song song một lúc chúng ta làm được nhiều việc, chứ không phải là một giai đoạn chúng ta chỉ làm một việc thôi. Đấy. Công việc thứ hai đó là biến công ty Unibus trở thành pháp nhân đăng ký tại khu kinh tế tự do Mogili. Đấy, đây là một trong những cái yếu tố cũng khá là quan trọng trong cái việc là đăng ký pháp nhân của công ty. Công bố với công chúng bản ghi nhớ đầu tư năm 2015 là cái năm mà bắt đầu công bố cái bản ghi nhớ đầu tư, và các anh chị có nhớ không ạ? Là 2015 mới bắt đầu được huy động vốn cộng đồng ấy ạ. Đấy là ở giai đoạn 4 này nhé. Còn giai đoạn 1, 2, 3 là chưa có đâu ạ. Tiếp ạ, giai đoạn thứ 5 ạ. Giai đoạn thứ 5 là bắt đầu từ tháng 8 năm 2015. Ở cái giai đoạn này thì dự án vận tải đường dây chúng ta bắt đầu nhận được cái quyền sử dụng đất của cái thành phố Mariagoka của Belarus. Đấy, và bắt đầu tạo được những cái khu tổ hợp thử nghiệm đầu tiên. Đấy, và tại đây thì đã bắt đầu diễn ra lễ khánh thành km số 0. Em Huyền đã được chạm vào cái km số 0 đó, đã được quay phim, đã được chụp ảnh kỷ niệm tại cái km số 0 của tại cái khu trung tâm thử nghiệm Eco Technopark của chúng ta ở bên Belarus. Đấy, rồi tiếp tục là tiến hành thành công các thử nghiệm của vận tải đường dây cho đô thị. Đấy, chọn được cái khu đất tiếp theo cho việc xây dựng cái khu sản xuất công nghiệp Unibus. Unibus là những cái chiếc toa tàu mà chở được nhiều hành khách đấy ạ. Thực hiện các cái cuộc đàm phán và ký kết các cái hợp đồng sơ bộ về các cái dự án cụ thể với các khách hàng trên thế giới nhé. Rồi ạ. Tiếp giai đoạn thứ 6 đấy ạ. Giai đoạn thứ 6 là bắt đầu từ tháng 12 năm 2015. Ở cái giai đoạn này là giai đoạn mà bắt đầu Unisky Train Technology chúng ta đã diễn ra các hoạt động thử nghiệm ạ, của những mẫu tàu Unibus đầu tiên. Đấy, và cấu trúc tuyến đường theo công nghệ đường dây có tỷ lệ là 1 10 và đã đạt được những cái kết quả vô cùng xuất sắc. Ở giai đoạn này cũng hoàn thành được các công việc xây lắp tổ hợp vận tải đô thị theo công nghệ đường dây, lắp đặt các cái trụ đỡ trung gian cho cái tuyến đường này. Đấy, rồi hội đồng thẩm định của Bộ Giao thông Vận tải Liên bang Nga đã bắt đầu công nhận cho vận tải đường dây là một loại hình công nghệ đổi mới tiên tiến và nó khả thi, đúng không ạ? Công nghệ vận tải đường dây chúng ta cũng đã bắt đầu tiến tới cái giai đoạn sản xuất các cái kết cấu kim loại ở quy mô nhà máy. Đấy. Tiếp tục ạ, giai đoạn thứ 7 ạ. Giai đoạn thứ 7, bắt đầu từ những cái giai đoạn sau này thì quý cô chú anh chị em mình sẽ thấy là cái khoảng thời gian của từng giai đoạn nó sẽ dài hơn một chút xíu nhé. Giai đoạn thứ 7 là bắt đầu từ tháng 6 năm 2016. Ở giai đoạn này thì đã bắt đầu kết thúc việc tạo lập các cái bộ tài liệu cho tổ hợp thử nghiệm hệ thống vận tải đường dây chuyên chở hàng hóa cho thế hệ thứ tư. Đây là hai trong một của cái phần trên là vận tải hàng này, phần dưới là vận tải hàng và phần dưới là các cái Unitrack cũng như là các cái Unica vận chuyển hành khách ạ. Và ở cái giai đoạn này thì chúng ta cũng đã lắp đặt các cái trụ trung gian, các cái dạng chữ R đấy, và các cái bê tông cốt thép cho các cái tuyến đường hạng nhẹ. Đấy, và ở đây cũng đã hoàn tất được cái quá trình xây dựng cho cấu trúc tuyến đường vận tải hành khách. Em Huyền xin phép cả nhà mình là những cái thông tin mà em Huyền chia sẻ ngày hôm nay về thành tựu ấy, nó sẽ mang tính kỹ thuật khá là nhiều nhé, nên là sẽ hơi buồn ngủ một chút, nên cả nhà mình sẽ tăng cái gì ạ, cái sự tập trung của mình, đúng không ạ? Rồi, và đây đặc biệt ạ, trong giai đoạn thứ 7 này công nghệ của chúng ta đã được mang tới cuộc triển lãm công nghệ Berlin ở Đức. Đấy, đây là một trong những cuộc triển lãm vận tải lớn nhất trên thế giới. Nó có tên là InnoTran, diễn ra ở Berlin, Đức vào năm 2016. Và đây là lần đầu tiên những thành tựu của dự án vận tải đường dây đã được ra mắt một cách rộng rãi với giới công nghệ, với các chính khách trên toàn thế giới. Đấy, và sau cái triển lãm này thì các cuộc đàm phán với những tập đoàn quốc tế đã được thực hiện nhiều 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 và tầng lớp cứ liên tục ạ. Và cho đến nay thì không chỉ dừng lại ở một cuộc triển lãm đó mà công nghệ của chúng ta đã được đưa tới hơn 20 cuộc triển lãm công nghệ lớn trên thế giới. Em Hiền may mắn được dự một trong số những cái cuộc triển lãm đó là Expo 2020 Dubai. Đấy, và đó là cái chuyến đi đầu tiên tháng 3 năm 2022 đấy ạ. Em Hiền được sang bên Dubai và
đến cái cuộc triển lãm Expo đó vào trong cái gian hàng của Belarus thì đã được chứng kiến công nghệ của chúng ta được triển lãm ở trong cái gian hàng của cuộc triển lãm này. Đấy, giai đoạn thứ 8 là diễn ra vào tháng 10, bắt đầu từ tháng 10 năm 2016. Ở giai đoạn này, chúng ta bắt đầu tạo ra những tài liệu cần thiết cho tổ hợp thử nghiệm của vận tải đường dây đô thị thế hệ thứ tư. Đấy, hoàn thành đúng thời hạn tất cả những cái công việc là hàn nối cho các cái xây dựng cấu trúc đường hạng nhẹ. Đấy, hay là hướng vận tải đô thị của các công nghệ đường dây được tách ra thành nhiều cấu trúc tổ chức riêng biệt. Đấy, và bắt đầu nó phụ trách phát triển cho các cái mẫu Unibus, Unica. Đấy, trong xưởng sản xuất thử nghiệm của chúng ta cũng đã bắt đầu tiến hành thử nghiệm các thành phần chuyển động của Unibike. Đây là những cái mẫu tàu đầu tiên của chúng ta. Và điều này đã cho phép chúng ta bắt đầu chạy thử nghiệm được các toa xe rồi. Tiếp tục ở giai đoạn này chúng ta cũng chứng nhận cho các cái toa xe nữa. Ngoài cái việc là chúng ta chứng nhận cho các tuyến đường ray thì chúng ta còn chứng nhận cho các toa xe chạy trên những cái tuyến đường ray này. Công ty công nghệ đường dây cũng đã nhận được giải thưởng là thương hiệu HR vào năm 2014 nhờ cái hoạt động uy tín của công ty và nhà tuyển dụng. Khởi động ở giai đoạn 8 này, khởi động cho việc soạn thảo bộ tài liệu thiết kế cho tổ hợp cao tốc, và chính nhờ điều này đã bắt đầu mở rộng đội ngũ nhân viên của công ty lên là 175 các cái kỹ sư thiết kế. Phải nói rằng là đây là nguồn nhân lực đang lao động thay cho các nhà đầu tư. Thì cô chú anh chị em mình phải hết sức lưu ý nhé, rằng là đồng tiền của chúng ta được đặt vào đó nó không phải là đồng in tiền, nó là một đại lượng vật chất, nó không thể nào mà tự nhiên sinh ra, nó cũng không tự nhiên mất đi, đúng không ạ? Chúng ta đầu tư tài trợ góp vốn vào đây thì cần phải là có người sử dụng cái đồng tiền đó, đúng không ạ? Là sản xuất sản phẩm này, đúng không ạ? Lao động sản xuất này thì mới tạo ra được những cái sản phẩm mang thương mại hóa, từ đấy mới mang về được cái nguồn ra tiền làm doanh thu lợi nhuận cho doanh nghiệp, và lúc đấy mới có tiền để trả cho chúng ta được. Thế còn quý cô chú anh chị em mà đi đầu tư mà chúng ta không lý giải được là tiền do đâu mà ra thì hãy cẩn thận, đúng không ạ? Bởi vì là nó sẽ tiềm ẩn rất là nhiều rủi ro trong đó. Giai đoạn thứ 9 ạ. Giai đoạn thứ 9 là giai đoạn bắt đầu từ tháng 3 năm 2017. Từ giai đoạn 8 là đã có nhà đầu tư thiên thần của Việt Nam chúng ta rồi, thiền trưởng Triệu Tâm, đúng không ạ? Rất là biết ơn. Bây giờ cả nhà mình có thể dành một tràng số 6 đi ạ, để dành biết ơn đến thiền trưởng Triệu Tâm, là người đã có một cái tầm nhìn thực sự rất là lớn từ những cái giai đoạn 7, giai đoạn 8 của năm 2016. Anh ấy là một trong những người đi đi săn kỳ lân thực thụ luôn đấy ạ. Không phải là bị động được người khác chia sẻ đâu, mà anh ấy là một trong số những người mà đi săn các cái doanh nghiệp kỳ lân startup đấy, và tìm được cho mình một cái doanh nghiệp này, mà sau đó là về chia sẻ lại được cho những cái bạn bè thân thiết của mình đấy, và từ đó thì mới có cộng đồng Việt Nam chúng ta có nhiều nhà đầu tư tài trợ góp vốn đến như vậy. Và rất là biết ơn vị thuyền trưởng hoặc là Google của Unisky hỏi anh ấy cái gì về UST là anh ấy đều có thể trả lời và chỉ rõ cho anh chị em mình được. Một trong số lý do mà em Huyền quyết định về Hà Nội là bởi vì được ở gần anh thuyền trưởng Triệu Tâm cũng như những nhà lãnh đạo ấy, bởi vì là mỗi một lần mà ngồi ngồi với các anh ấy là được học nhiều kiến thức lắm ạ. Giai đoạn thứ 9 ạ. Giai đoạn thứ 9 năm 2017, tháng 3 2017 thì công nghệ của chúng ta đã được mang tới cuộc triển lãm công nghệ ở Indonesia, đúng không ạ? Cũng là một trong những cái lý giải vì sao những cái đất nước lân cận với Việt Nam mình họ lại đón nhận công nghệ này nhanh hơn so với Việt Nam, chính là bởi vì rằng là nó được xuất hiện ở trong những cuộc triển lãm công nghệ, là họ được nhìn thấy, họ được chứng kiến và họ có cái những cái trực quan để họ đánh giá được về cái giá trị tiềm năng của công nghệ đấy ạ. Nhanh hơn và nó rõ ràng hơn so với Việt Nam mình. Thế là đấy cũng là một trong những cái lý giải, đúng không ạ? Rồi tiếp là công ty công nghệ của chúng ta đã nhận được những cái đơn hàng lớn để thiết kế tuyến đường vận tải đường dây đô thị ở tại Cộng hòa Belarus. Đây là một trong những cái bước tiến vô cùng quan trọng của tập đoàn nhá. Đấy. Dự án vận tải đường dây của chúng ta đã chứng nhận và đạt được những cái tiêu chuẩn của Bộ Kiến trúc và Xây dựng của Cộng hòa Belarus, cũng như đã được chứng nhận trên lãnh thổ Liên bang Nga trong hệ thống chứng chỉ tự nguyện của cơ quan liên bang về các cái quản lý tiêu chuẩn cũng như là đo lường kỹ thuật sáng tạo của năm. Và ngay theo đó là ba tiêu chuẩn đánh giá quốc tế MCO 210 hay là NESTI hoặc là MCO. Và bắt đầu tiếp tục là những cái các cái việc xây dựng này, thử nghiệm này, chứng nhận tổ hợp thử nghiệm của chúng ta cho các cái tuyến đường đô thị hạng nhẹ nó đã được hoàn thành. Đấy. Ở giai đoạn này chúng ta cũng đã bắt đầu tạo ra những salon
Salon nó giống như kiểu là cái phòng showroom để khách hàng của chúng ta có thể tới đó và thử nghiệm, trải nghiệm được cái sản phẩm công nghệ đấy ạ. Họ không chỉ là được nghe nữa mà họ còn được thực thấy, họ được trải nghiệm giống như những anh chị em cổ đông được sang thăm đấy. Thì năm 2017 là chúng ta bắt đầu đã làm được những cái công việc này rồi. Tiếp theo ạ, giai đoạn thứ 10. Giai đoạn thứ 10 chúng ta làm rất là nhiều việc nhá. Những đầu việc ở trên này thì ở trên văn phòng cá nhân quý cô chú anh chị em mình có thể được vào xem lại, nên em liền sẽ chỉ nêu một số những cái cơ bản thôi nhé. Ở giai đoạn thứ 10 là bắt đầu từ tháng 9 năm 2017, dự án chúng ta bắt đầu mở rộng các cái diện tích sản xuất ra, chúng ta bắt đầu mở rộng quy mô ra lớn lớn hơn, đúng không ạ? Khi chúng ta đã làm được một thì chúng ta sẽ nhân lên làm hai, làm ba, làm bốn, đấy nó kiểu là như vậy. Rồi tiếp ạ, giai đoạn thứ 11. Giai đoạn thứ 11 này, Huyền nhớ rằng là giai đoạn này là không có nhà đầu tư nhỏ lẻ vào cuộc được, bởi vì là tỷ phú của Dubai ông ấy đã mua đất, ông ấy đã đầu tư đất đoạn cái giai đoạn 11 này luôn, nên là tất cả cổ phần của cái giai đoạn 11 này đều nằm trọn là trong tay sở hữu của một nhà đầu tư cá mập người Dubai đấy ạ, chứ không có nhà đầu tư cá nhân nào được đầu tư ở trong giai đoạn này cả. Giai đoạn này thì nó bắt đầu từ tháng 4 năm 2018 đấy, và các cái số lượng đối tác nhà đầu tư bắt đầu quan tâm nhiều hơn, nó tăng trưởng nhiều hơn ở giai đoạn 2018. 2018 thì nhớ lại lịch sử về ở cộng đồng Việt Nam chúng ta, thì ở giai đoạn đó đã xuất hiện rất là nhiều những nhà đầu tư lớn đấy. Họ đầu tiên ở giai đoạn đó cũng chỉ là những nhà đầu tư nhỏ, nhưng nhờ có tình yêu và sự kiên trì thì cho đến nay họ đều đã là những cá mập sở hữu được hàng trăm triệu cổ phần của tập đoàn rồi. Nên là quý cô chú anh chị em mình cũng hãy học bài học kiên trì của những người đi trước nhá. Họ đã ở đây 5 năm, 6 năm đấy, và họ sở hữu được số lượng cổ phần hàng trăm triệu, vài trăm triệu cổ phần, sở hữu một cộng đồng cực kỳ lớn, vài chục ngàn nhà đầu tư ở phía bên dưới. Nên là đó là một trong những cái để chúng ta nhìn thấy là cái tương lai của chính chúng ta, nếu như chúng ta đủ kiên trì ở đây ạ. Em liền nhìn thấy cái tương lai của chính mình nhờ những cái thành quả của những anh chị em đi trước như thế đấy ạ. Rồi tiếp ạ, giai đoạn 12 đấy ạ. Giai đoạn 12 là từ tháng 4 năm 2018, Ecotech Novpark, cái khu trung tâm thử nghiệm thứ hai, thứ nhất của chúng ta đấy, nó đã bắt đầu đón thăm những cái chuyến thăm chính thức của các cái vị khách cao cấp, các bộ trưởng, đúng không ạ? Các bộ trưởng của các lãnh thổ này, bảo vệ môi trường và du lịch này, các đoàn đại biểu chính phủ, các đoàn đại biểu chính phủ từ UAE này, San Marino này, và các đại diện lãnh đạo của thành phố này. Đấy, rồi tại đây cái khu trung tâm thử nghiệm này cũng đã bắt đầu thử nghiệm cũng như là nghiệm thu các cái mẫu công nghiệp của các cái toa xe Unica. Dự án vận tải đường dây cũng đã tham gia vào hội nghị và triển lãm vận tải quốc tế SIS lần thứ ba được tổ chức ở tại Singapore. Tiếp ạ, giai đoạn thứ 13 đi ạ. Giai đoạn thứ 13 từ tháng 12 năm 2018, nhà cầm quyền Dubai, quốc vương Dubai đấy, nhà tiên tri đi trước thời đại 300 năm, đấy, gọi là quốc vương Dubai, ngài Mohammed. Ông ấy đã phê chuẩn các cái gói dự án được đệ trình bởi Bộ Giao thông Quốc gia. Đấy, và trong số các cái dự án này thì có hệ thống vận tải đô thị theo công nghệ đường dây của chúng ta, với tổng chiều dài là 15 km qua 21 trạm dừng trên tuyến đường này. Ngay khi mà ông ấy đặt bút ký cái dự án thương mại đầu tiên để triển khai cái công nghệ của chúng ta, thì cũng là cái lúc ý tưởng mà để triển khai xây dựng cái khu trung tâm thử nghiệm thứ hai nó được xây dựng ở bên UAE đấy ạ. Đấy, và năm 2019 là đã bắt đầu khởi công. Anh cho em tiếp cái gọi là slide tiếp theo đấy ạ. Giai đoạn 14. Đấy, và đây là chúng ta đã bắt đầu nhìn thấy là cái khu trung tâm thử nghiệm thứ hai rồi. Giai đoạn thứ 14, giai đoạn này là giai đoạn kéo dài nhất trong số tất cả các giai đoạn. Vì sao mà nó lại dài nhất? Khi em nhìn đến biết đến cơ hội này vào tháng 10 2020 đấy, thì nó đang ở giai đoạn 14.1. Và giai đoạn 14.1 này nó đã kéo dài từ tháng 12 năm 2019 rồi. Thì bởi vì rằng là đại dịch Covid, đúng không ạ? Đại dịch Covid, trong vòng 3 năm đại dịch Covid chúng ta chứng kiến sự sụp đổ của rất nhiều những doanh nghiệp lớn tầm cỡ trên thế giới. Hay là những cái doanh nghiệp là đang ở trong những cái giai đoạn 3 5 năm đầu tiên ấy, thì 2020 là chúng ta chứng kiến rất là nhiều doanh nghiệp nó đã sụp đổ. Thì doanh nghiệp của chúng ta là một trong những doanh nghiệp đang ở trong thời kỳ khởi nghiệp, nhưng chúng ta đã vững vàng vượt qua được cái giai đoạn khó khăn nhất này. Đấy, và mặc dù nó kéo dài hơn so với bình thường một chút, nhưng điều đó là không đáng kể, đúng không ạ? Và đó vẫn là một cái kỳ tích
của một cái doanh nghiệp nó mang cái tầm cỡ kỳ lân mà chúng ta đang đang cùng theo dõi ở đây đấy. Tiếp ạ, giai đoạn 15 này, lát nữa em Hiền sẽ phân tích thêm một chút xíu nữa về các giai đoạn này. Giai đoạn 15 này chúng ta đang ở đây. Ở trong giai đoạn 15 này chúng ta sẽ làm những gì nhé? Giai đoạn 15 này chúng ta sẽ hoàn tất việc xây dựng thử nghiệm, chứng nhận các cái tổ hợp thử nghiệm vận tải đường cao tốc. Những cái công nghệ vận tải đô thị chúng ta đã đạt được chứng nhận rồi, đúng không ạ? Giai đoạn 15 chúng ta sẽ chứng nhận vận tải cao tốc nữa. Đấy. Chúng ta sẽ tạo ra những salon bán hàng cho vận tải đường dây chuyên chở hành khách và hàng hóa lên đến là 500 km/h. Chúng ta sẽ ký những hợp đồng dự án thương mại cụ thể lên đến số tiền không dưới 10 tỷ đô la. Đấy, và cái mục tiêu nó đã cụ thể rõ ràng như này, mà lát nữa chúng ta sẽ cùng xét đến những cái thành tích thực tế mà chúng ta đã đạt được nhé. Và ở giai đoạn này sẽ là giai đoạn mà công ty sẽ tự cấp vốn phát triển mà không cần phải thu hút vốn cổ phần nữa, và điều đó đồng nghĩa với cái việc là cơ hội nó sẽ khép lại cho những nhà đầu tư nhỏ lẻ. Chúng ta sẽ tiến tiếp ạ. Thông tin tiếp theo ạ, đây là những hình ảnh trực quan mà quý cô chú anh chị em mình sẽ được nhìn thấy. Công ty của chúng ta trải qua thời gian từ năm 2014 cho đến nay, nó đã và đang phát triển một cách mạnh mẽ, vượt qua tất cả những khó khăn của một startup khởi nghiệp, của một doanh nghiệp đi từ cái công nghệ là con số 0 chứ không phải là trên nền tảng gì cả, đúng không ạ? Thế thì 2014 chúng ta nhìn thấy được hình ảnh của quá trình chuẩn bị xây dựng khu thử nghiệm chưa ạ? Khu thử nghiệm đầu tiên ở tại Belarus đấy ạ. 2015 là bắt đầu khởi công xây dựng cái khu thử nghiệm đầu tiên. 2016 chúng ta đã bắt đầu lần đầu tiên chạy thử được cái tuyến đường hạng nhẹ đầu tiên rồi. 2017 chúng ta bắt đầu thử nghiệm được các tuyến đường vận tải đô thị và hàng hóa. Hạng nhẹ đó là chở một hành khách và hai hành khách đấy, gọi là hạng nhẹ. Chúng ta nhìn thấy những chiếc Unibike chỉ chở một hai người thôi ạ. Đấy, rồi 2018 là xây dựng cái khu trung tâm thử nghiệm đổi mới ở tại UAE. Mặc dù là khu trung tâm thử nghiệm này nó tốn chi phí gấp 3 lần so với cái khu trung tâm thử nghiệm đầu tiên và tốn thời gian ở bên này, nhưng nó hoàn toàn xứng đáng để chúng ta đầu tư tiền và thời gian, công sức, tiền của vào cái khu trung tâm thử nghiệm thứ hai. Chính bởi vì rằng là cái bước đệm, đúng không ạ? Bước đệm ra cái trường quốc tế, khi mà tất cả các cái quốc gia lớn, nhỏ và vừa trên thế giới đều quan sát xem là UAE họ đã và đang làm những gì mà họ lại đạt được một cái kết quả nó vô cùng khổng lồ như thế trong cái thời gian rất là ngắn. Khi em Hiền sang bên Dubai thì nhìn thấy mà những người hướng dẫn viên du lịch ạ, rồi tìm hiểu những cái tài liệu cũng thấy rằng là Dubai chỉ là một làng chài ven biển đấy, họ không có bất cứ một các cái tài nguyên thiên nhiên nào, không có rừng vàng biển bạc giống như Việt Nam chúng ta, thậm chí là cái cát sa mạc của họ còn không thể sử dụng để xây dựng được. Trong xây dựng họ còn phải nhập khẩu cả cát từ các cái quốc gia khác đấy, họ chẳng có tài nguyên gì, chỉ có ở cái tiểu vương Abu Dhabi thì có dầu mỏ thôi, chứ còn lại thì những cái tài nguyên khác thì họ không có. Thế tại sao mà trong vòng có 70 năm lịch sử hình thành và phát triển, đến bây giờ họ lại là một trong số những cái cường quốc về kinh tế như thế trên thế giới, đúng không ạ? Họ lại có một cái khu thung lũng Silicon thứ hai trên thế giới sau Mỹ. Họ chỉ đi sau Mỹ thôi, mà thậm chí bây giờ họ đã vượt qua cả Mỹ về những cái công nghệ thực sự nó đổi mới, nó tiên tiến hơn cả Mỹ luôn. Nên là khi mà công nghệ của chúng ta được một cái đất nước như vậy họ đón nhận, họ quảng bá, đúng không ạ? Họ là cái hậu phương đấy, họ thậm chí là đưa công nghệ của chúng ta tới những cái cuộc triển lãm công nghệ trên thế giới để quảng bá cho công nghệ, thì mình mới thấy rằng là cái tầm ảnh hưởng nó rất là lớn. Hàng loạt tất cả những cái quốc gia lớn nhỏ trên thế giới đều cần phải để tâm vào cái loại hình giao thông vận tải này, và từ đó chúng ta có những cái bước tiến nó mạnh mẽ hơn trên trường quốc tế ạ. Tiếp theo ạ, tiếp theo năm 2019 ạ, là cái năm mà lần đầu tiên nó đã được ký phê duyệt nhé. Xây dựng xong, thử nghiệm xong hết rồi, xong xuôi hết tất cả những cái tính toán chi tiết kỹ thuật rồi này, và chúng ta bắt đầu đạt được những cái chứng nhận, giấy chứng nhận nhé. Giấy chứng nhận rồi, nhưng chúng ta lại còn phải đi đăng ký cả cái pháp lý cho cái việc làm có thể chở người được ở trên những cái con tàu, những cái tuyến đường này nhé, quý cô chú anh chị em mình nhé. Mình phải hiểu là nó không phải là tự nhiên là xây dựng xong là có thể chở người được đâu ạ, mà là xây dựng xong phải trải qua được cái quá trình là đạt được những cái giấy chứng nhận này, phải mang đi đăng ký những cái pháp lý này để có thể chở được con người ở trên đấy, bởi vì cái sự an toàn của con người nó rất là lớn ạ. Đấy, thì 2019 chúng ta đã lần đầu tiên chở được những cái khách hàng đầu tiên trên những cái tuyến đường hạng nhẹ. 2020 chúng ta bắt đầu tiến hành chứng nhận ở cái khu trung tâm thử nghiệm thứ hai ở bên UAE. 2021
2021 chúng ta đã bắt đầu có được 4 dự án hợp đồng. Cái hợp đồng thương mại. À, chúc mừng cho tất cả chúng ta đi ạ. Đấy, cái Tết năm 2022, kết thúc năm 2021 thì đã nhận được cái báo cáo của ngài chủ tịch rằng là chúng ta đã có 4 dự án thương mại. Thực sự vỡ òa hạnh phúc khi mà chúng ta đã được khách hàng đón nhận, đúng không ạ? Công nghệ đã đóng gói xong, thành công, đạt được chứng nhận, đăng ký pháp lý, mọi thứ đều rất là trơn tru rồi. Và khách hàng của chúng ta đã sẵn sàng đón nhận và xây dựng cái công nghệ này ở trên đất nước của họ rồi. 2022, chúng ta bắt đầu tiến hành các cái giai đoạn cuối trong cái hoạt động thử nghiệm của tuyến đường vận tải hàng hóa. Đấy, 2023 này, năm nay đấy ạ, là chúng ta tiến hành chạy thử tuyến đường số 4 ở tại UAE. Đấy, và bắt đầu chứng nhận cho cái tuyến đường số 4 này. Tuyến đường số 4 này là con tàu Unibus vận chuyển hành khách lên đến là 25 chỗ, di chuyển với vận tốc trong đô thị lên đến 150 km/h. Và còn có thể là vận chuyển được cả những container vận chuyển hàng hóa lên đến vài chục tấn hơn cơ. Thì trong cái chuyến đi sắp tới, chuyến đi gần nhất là chuyến đi tháng 10 2023 này, thì quý anh chị em cổ đông mà tham gia vào cái sự ra mắt của câu lạc bộ VIP ấy, thì ở cái thời gian tháng 10 thì chúng ta chưa được đi, bởi vì là chúng ta đang trong cái quá trình xin cấp phép nữa. Chúng ta đã được đạt được cái chứng nhận rồi nhá, nhưng còn cái cấp phép thì nó vẫn đang trong cái thời gian để cấp phép, thì phải đến tháng 11 ạ. Những anh chị em cổ đông nào mà có cái chuyến đi sang bên UAE vào tháng 11 năm nay thì lúc đấy cái giấy phép của chúng ta đã hoàn thiện, thì cái tuyến đường nó mới có thể chở người, chở hành khách ở trên đấy được. Thì đến tháng 11 chúng ta mới có thể đi trên cái tuyến tàu 225 chỗ này. Thế thì trải qua hơn 8 năm, tập đoàn của chúng ta đã xây dựng được hai cái khu trung tâm thử nghiệm. Đó có phải là tiền không ạ? Cả nhà mình thấy là đấy, nó có phải là tiền không ạ? Nó là thời gian, nó là tiền, nhưng nó cũng là mồ hôi, nước mắt, xương máu của rất nhiều con người đã đổ vào đó đấy ạ. Trong vòng hơn 8 năm, chúng ta đã xây dựng được hai khu trung tâm thử nghiệm. Chúng ta có hơn 80 các phòng ban thiết kế, hơn 36 tòa nhà công trình, đấy, hơn 3.000 đơn vị phương tiện và máy móc, 36 diện tích mặt bằng trung tâm của khu trung tâm trình diễn ở bên Belarus, và 28 hecta mặt bằng trung tâm của bên khu trung tâm UAE. Đấy, và chúng ta đã hoàn thành được 6 tổ hợp vận tải, đã thử nghiệm xong, đã đảm được các chứng nhận cần thiết cho quá trình thương mại hóa rồi. Và chúng ta cùng chúc mừng nhau với những cái thành tích trong vòng hơn 8 năm, huy động được cái số tiền vốn từ 50 đô rất là nhỏ của các nhà đầu tư tài trợ trên khắp thế giới. Có phải là trong số nhà đầu tư của chúng ta cũng có nhiều người chỉ 50 đô, 500 đô hay là 250 đô không? Đúng không ạ? Đấy, tuy nhiên bằng cái số tiền nhỏ bé như thế, nhưng tập đoàn đã làm được rất là nhiều điều. Nó hơi bị lỗi phông một chút, lỗi cả nhà mình, bởi vì là chuyển slide từ máy em Huyền sang máy của anh Tường. Đấy, chúng ta cũng có đội ngũ con người là hơn 700 các chuyên gia trong các cái chuyên ngành lĩnh vực khác nhau. Họ thực sự là những con người là xuất sắc, đến từ các cái lĩnh vực, và họ đầu quân về cho tập đoàn mình. Và có những giai đoạn mà tập đoàn chúng ta có những trên 1.000 chuyên gia cơ. Thế nhưng mà bởi vì cái giai đoạn Covid và khủng hoảng thì chúng ta cũng thanh lọc bớt, tìm và để lại những người mà thực sự phù hợp về những cái tầm nhìn, cái đường lối và văn hóa của doanh nghiệp nữa. Thế cho đến bây giờ là còn khoảng 700 chuyên gia, và rất là biết ơn 700 con người này. Họ là những người đang làm thuê, đang làm công ăn lương cho cái số tiền tài trợ góp vốn của chúng ta đấy ạ. Chúng ta không trực tiếp mà lao động sản xuất ở trong dự án này. Nhưng tiền của chúng ta đã được trả lương cho đội ngũ hơn 700 chuyên gia này. Riêng số tiền lương trả lương cho họ mỗi một tháng lên đến hàng triệu đô đấy ạ. Đấy, và vì sao mà nếu như mà một cái giai đoạn nào đó mà bị chững lại cái quá trình cấp vốn ấy, thì công ty quỹ đã cần phải đẩy mạnh cái quá trình đó bằng những cái chương trình khuyến mại. Có nhiều anh chị em hỏi rằng là tại sao lại phải ra những chương trình khuyến mại ở giai đoạn này? Chỉ bởi vì rằng là cái sự cạnh tranh và những cái khủng hoảng của cái giai đoạn này nó vẫn còn rất là khó khăn. Đấy, mà số tiền vốn chúng ta cần để trả lương cho đội ngũ chuyên gia, số tiền vốn để chúng ta tiến hành hoàn thiện hai cái khu trung tâm thử nghiệm nó còn rất là nhiều. Cho nên rằng là thậm chí công ty đã phải cắt máu của mình luôn, đã phải ra những cái chương trình ưu đãi cho các nhà đầu tư tài trợ để kích cầu, đúng không ạ? Thì cái chương trình ưu đãi nó hoàn toàn là nó rất là bình thường, nó rất là hợp lý với bất cứ một cái doanh nghiệp nào muốn tồn tại và phát triển trên cái trường quốc tế, nó rất là khủng khiếp như thế này. Tiếp theo ạ. Như này thì bị ấy mất chữ mất rồi.
Anh Tường dừng chia sẻ màn hình như để em chia sẻ ở bên này nhé, không thì nó bị chữ nó bị lỗi không mất rồi. Ok. Dạ, cảm ơn anh ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xét tiếp với nhau về những cái giấy tờ pháp lý của tập đoàn mình nhé. Trên công việc thực tế, chúng ta nhìn thấy được, chúng ta sẽ nhìn thấy là những cái cơ sở vật chất ấy, là sản phẩm nó hữu hình, chúng ta nhìn thấy được đúng không ạ? Đấy, và cái sản phẩm hữu hình tiếp theo chúng ta cũng nhìn thấy được ở trong cái công nghệ của chúng ta, công ty của chúng ta, đó là báo cáo kiểm toán độc lập hàng năm. Ngay từ khi thành lập luôn thì năm nào tập đoàn công ty cũng cũng đều thực hiện báo cáo kiểm toán độc lập, và để cho chúng ta thấy rằng là có một cái sự rõ ràng, công khai, minh bạch đấy, và cái lộ trình phát triển là gần như là cam kết luôn với tất cả các nhà đầu tư tài trợ của mình trên cái hành trình, lộ trình này. Và đặc biệt là trong vòng 4 năm trở lại đây, đúng không ạ? 2019, 2020, 2021, 2022 là đơn vị kiểm toán BDO, là đơn vị kiểm toán quốc tế lớn thứ 5 trên thế giới về cái quy mô cũng như là cái doanh thu của nó đấy. Nó đã vào cuộc, nó kiểm toán cho tập đoàn mình. Đấy, khi chúng ta biết rằng là một trong số những cái điều kiện cần để một doanh nghiệp IPO lên sàn giao dịch chứng khoán quốc tế đấy ạ, là phải ít nhất phải có 3 năm kiểm toán quốc tế. Nếu như chúng ta được chia sẻ những cái cơ hội của những cái doanh nghiệp ở bên ngoài kia, kiểm toán độc lập ở trong nước còn chưa có, còn nói gì đến kiểm toán quốc tế, đúng không ạ? Còn với doanh nghiệp của chúng ta thì hoàn toàn khác biệt luôn ạ. Nó thực sự là nền tảng pháp lý của nó quá là vững mạnh luôn, khi mà nó thực hiện mọi thứ đều rất là đầy đủ, chi tiết, chính xác. Và ở trong tất cả những cái cuộc kiểm toán này không phát hiện một hành vi vi phạm pháp luật nào, và tổ chức được miễn kiểm tra thuế trong vòng 5 năm tiếp theo. Các anh chị ơi, đây là một trong những thông tin rằng là doanh nghiệp của chúng ta nhờ có 8 năm liên tục thực hiện báo cáo kiểm toán quốc tế mà chúng ta đã được miễn kiểm tra thuế trong vòng 5 năm tiếp theo ạ. Hiếm có một doanh nghiệp nào chưa IPO mà lại đạt được cái điều này. Và chúng ta rất là tự hào khi mà chúng ta đang được tài trợ góp vốn và đồng sở hữu một cái doanh nghiệp nó thực sự nó quá lớn ạ. Càng đọc càng nghiên cứu và chúng ta lại càng nhìn thấy rằng là doanh nghiệp của chúng ta có những cái thứ nó thực sự rất là tuyệt vời. Riêng về cái đánh giá, đúng không ạ? Về cái đánh giá giá trị của cổ phần ấy, chúng ta đã biết là năm 2013, ngay khi có ý tưởng để thành lập doanh nghiệp, thì ông chủ tịch tập đoàn đã mang cái độc quyền sở hữu trí tuệ của công nghệ vận tải đường sắt dây của mình mang đi định giá thị trường. Đấy, và cơ quan kiểm toán lớn nhất của Nga ở thời điểm đó đã tiến hành đánh giá giá trị thị trường của cái quyền sở hữu trí tuệ và bí quyết độc quyền của hệ thống vận tải đường sắt dây, nó được định giá lên đến là hơn 400 tỷ đô la Mỹ. Đấy, và trên cái cơ sở này ông chủ tịch đã chia nhỏ ra thành là hơn 400 tỷ cổ phần đấy, và có giá trị 1 đô trên một cổ phần ngay từ ngày đầu tiên như thế. Và sau này khi mà tập đoàn chúng ta tiến hành IPO, đương nhiên rồi ạ, chúng ta sẽ tiến hành đánh giá lại một lần nữa về giá trị của công nghệ vận tải đường dây cũng như là giá trị của doanh nghiệp ở cái thời điểm mà nó tiến hành IPO lên sàn giao dịch chứng khoán. Đấy. Việc đăng tải các cái truy cập mở về kiểm toán tài chính của công ty là một trong những yếu tố quan trọng then chốt cho cái văn hóa của doanh nghiệp, cũng thể hiện được cái sự tuân thủ của công ty với các nguyên tắc của chính sách công khai và minh bạch về tài chính. Đúng không ạ? Nếu ai đó nói rằng là UST là lừa đảo, hay là có hay là đa cấp, hay là có bất cứ một cái thông tin mờ ảo gì trong cái pháp lý, thì chỉ là người đó chưa dành đủ thời gian để tìm hiểu về doanh nghiệp này mà thôi, bởi vì doanh nghiệp này đã làm quá là chuẩn chỉnh luôn. Đấy. Thế mà không những là một doanh nghiệp bình thường đâu ạ, doanh nghiệp của chúng ta còn được công nhận là một tổ chức khoa học. Vào ngày 20 tháng 4 năm 2022, Unisky Training Technology Inc. đã được cấp với tư cách là tổ chức khoa học. Tổ chức khoa học là gì ạ? Tổ chức khoa học có nghĩa là doanh nghiệp chúng ta thậm chí còn có thể cấp giấy chứng nhận cho những doanh nghiệp khởi nghiệp khác hoặc cho những cái công nghệ mà mới khác nữa. Tức là chúng ta đã đạt được đến một cái trình độ gọi là chuyên gia trong cái lĩnh vực này rồi, và chúng ta còn có thể là cấp giấy chứng nhận cho những doanh nghiệp khác nữa, thì đấy nó gọi là cấp tư cách về tổ chức khoa học đấy ạ. Công ty đã được Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Belarus và Ủy ban Khoa học Công nghệ nhà nước công nhận, và sau đó công ty cũng đã nhận được các cái giấy chứng chỉ cần thiết phù hợp. Vào thời điểm này thì Unisky Training Technology đã trở thành công ty tư nhân thứ 8 trong số hàng trăm nghìn, hàng triệu doanh nghiệp
ở tại Belarus thì doanh nghiệp chúng ta là doanh nghiệp công ty tư nhân thứ 8 đạt được cái vị thế này. Đó là lý do lý giải vì sao mà 57 con người anh chị em cổ đông người Việt Nam quá hạn visa ở lại châu Âu mà lại có thể được công ty này bảo lãnh để có thể gia hạn visa tiếp và ở bên đó tận 26 ngày. Đấy ạ, phải nhờ có một cái đơn vị tổ chức uy tín và có một cái vị thế lớn như này thì chúng ta mới có thể làm được những cái điều nó phi thường, nó khác thường đến như thế đấy ạ. Thật sự. Công ty của chúng ta cũng là một trong những công ty đối tác đáng tin cậy cũng như là tận tâm. Đấy. Đây là một trong những cái giấy chứng nhận cho một cái đối tác đáng tin cậy và tận tâm ở gì nhỉ? Ở Belarus đấy, và nó do Phòng Thương mại và Công nghiệp Belarus đấy, đã đưa công ty mình vào cái sổ đăng ký doanh nghiệp liên quan này. Xét về mặt công nghệ, xét về mặt giấy tờ thì chúng ta vừa có những cái giấy tờ trên nhé. Xét về mặt công nghệ tiếp thì những cái tính khả dụng, đây gọi là những cái ưu thế của công nghệ của chúng ta đấy. Tính khả dụng, tính an toàn, cái khả năng thích ứng, khả năng thân thiện với môi trường, nhờ có kết hợp tích hợp tất cả những cái tính năng ưu thế này mà công nghệ của chúng ta không chỉ cạnh tranh cao với những hệ thống giao thông khác mà hiện tại chúng ta còn đang vượt qua chúng một cách đáng kể. Tự tin để nói rằng là chúng ta đang vượt qua những cái công nghệ khác ở trong cái lĩnh vực giao thông vận tải nhé. Đây ạ. Sản phẩm của chúng ta vừa nãy là một trong những cái giấy tờ của công ty. Bây giờ chúng ta sẽ xem về những cái giấy tờ của sản phẩm nhé. Sản phẩm của chúng ta đã đạt được những cái giấy chứng nhận cần thiết cho cái việc là triển khai thương mại, đúng không? Một trong số những cái giấy chứng nhận đó gọi là giấy chứng nhận TUV. TUV là một trong những cái đơn vị cấp cái giấy chứng nhận mà cái là các cái chỉ số của nó rất là khắt khe đấy ạ. Đấy, chứng tỏ là cái tính an toàn của các cái giải pháp giao thông của chúng ta đấy, nó phải đạt được đến cái trình độ thực sự rất là lớn. Đấy. Ông chủ tịch cũng rất là tự hào khi mà chúng ta nhận được cái giấy chứng nhận này, đúng không ạ? Dạ. Thành tựu tiếp theo chúng ta sẽ nhìn thấy khi chúng ta đã đạt được tất cả những cái công nhận về việc xây dựng rồi này, về các giấy tờ cần thiết rồi này, đấy, thì chúng ta đã bắt đầu sẵn sàng cho thương mại hóa. Chúng ta sẽ cùng xem đến nhé. Cái quá trình từ năm 2015 nhỉ, 2015 chúng ta bắt đầu gọi là khởi công thì chúng ta sẽ tính từ năm 2015 nhé. Là 2015 đến năm nay 2023 là 8 năm trôi qua. Chúng ta đã làm được những gì? Chúng ta đã hình thành được những cơ sở vật chất, đúng không ạ? Đó là người thật việc thật. Ở đây là người thật việc thật chứ không có gì là ảo cả. Nếu ai đó còn bảo là cơ hội này là ảo, thì các anh chị hãy kiên nhẫn để trình bày và chia sẻ những thông tin cho họ nhé. Rồi, công ty chúng ta cũng đã đạt được những cái chứng chỉ chứng nhận tiêu chuẩn cho công nghệ và giao thông. Đấy, tập hợp được các cái nhóm kỹ sư cao cấp ở các ngành nghề khác nhau về làm việc cho mình, đúng không ạ? Và UST thì không chỉ là giao thông mà nó còn là một tổ hợp giao thông. Ở bình thường những cái doanh nghiệp khác họ chỉ phát triển về một phương tiện giao thông, nhỉ? Ví dụ như là Tesla thì phát triển ô tô, đúng không ạ? Đấy, hay là đường hàng không, ví dụ thế. Bamboo Airways chẳng hạn, đấy thì nó chỉ phát triển về một cái phương tiện thôi. Nhưng mà đây chúng ta là phát triển cả một cái tổ hợp luôn. Tổ hợp là gì ạ? Tổ hợp là bao gồm cả cầu vượt đường ray, cả nhà ga hành khách, cả ga chứa hàng hóa, cả các cửa ra vào, đấy, cả các cái hệ thống điều khiển tự động, các toa xe xe điện không người lái bằng bánh xe thép chạy trên đường ray thép, các cái thông tin liên lạc ở trên đường ray được tích hợp vào trong đó. Đấy, và đây là một trong những kỷ lục của một công ty khi mới khởi nghiệp ạ. Phải nói rằng là 8 năm vừa qua là 8 năm công ty của chúng ta đã làm được quá nhiều điều từ con số 0 tròn trĩnh, đúng không ạ? Từ những cái nền móng cơ sở của công nghệ cho đến việc là hiện thực hóa nó. Thì phải nói rằng là đây là một trong những kỷ lục ạ. Nên là nếu ai đó nói rằng là đầu tư vào đây lâu quá, chỉ có lẽ rằng là cái sự hiểu biết của họ còn hạn hẹp mà thôi. Đấy, mà chúng ta sẽ xét nào. Xét xem ở những cái doanh nghiệp bình thường khác thì nó sẽ phát triển như thế nào nhé, để chúng ta tự tin chúng ta nói với mình về mình như vậy ạ. Thông thường thì một mẫu ô tô mới để bắt đầu thì sẽ mất khoảng 6 năm, ví dụ như VinFast cũng mất 6 năm để có được những cái chiếc xe chạy ở trên đường như bây giờ nhé. Và họ phải một chiếc xe của họ cũng đã ở trên một cái nền tảng của ngành công nghiệp ô tô đã có hàng trăm năm nay rồi, đúng không ạ? Và họ chỉ là thay thế những cái pin này, những cái công nghệ của cái động cơ ở phía bên trong mà thôi, mà cũng mất đến 6 năm. Còn chúng ta là từ con số 0, tất cả từ những cái công nghệ đường ray này, nhà ga như chúng ta nói là
là chúng ta đi từ con số 0 để đến cái một cái sản phẩm ngày hôm nay nó cũng là thành thành phẩm thôi, đúng không ạ? Đấy thì trong vòng 8 năm chúng ta làm được rất là nhiều điều. Các bộ phận chi tiết của chúng ta nó còn sóc là độ phức tạp, nó còn phức tạp hơn cả một chiếc máy bay, đúng không ạ? Thử tưởng tượng xem nếu như các công ty vừa phải làm thiết kế lại mới hoàn toàn như chúng ta đấy, và đồng thời lại còn phải đi huy động vốn tài trợ song song nữa. Như VinFast là còn có cái nguồn tiền vốn rất là mạnh từ Vingroup đầu đỏ bỏ vào rồi, đúng không ạ? Chứ còn tập đoàn của chúng ta thì không có nhiều nguồn lực đến như vậy ở cái thời kỳ bắt đầu, và đây chính là cái sự khác biệt nó rất là lớn về cả cái độ phức tạp của cả quy trình cũng như là tự hào vì chúng ta là một doanh nghiệp đang được tài trợ góp vốn cộng đồng trên cái nền tảng của nhiều người cùng tài trợ góp vốn vào đây và cùng đang yêu thích và tâm huyết để cho cái sự phát triển của công nghệ này. Và đây là một trong những cái sự khác biệt rất là lớn của tập đoàn chúng ta so với những doanh nghiệp thường ở ngoài kia. Được ạ. Trên thực tế chúng ta cũng đã làm được nhiều hơn như thế này, đúng không ạ? UST đã xây dựng được 5 loại cầu vượt ở Belarus, loại thứ 6 ở bên UAE và hai loại nữa cũng đang ở trong giai đoạn cuối của vậy về phát triển rồi. Nhiều loại cầu vượt đã cho phép lựa chọn phù hợp và tối ưu cho các dự án thương mại. Ví dụ như chiếc U-Boat, đây là một mẫu xe thiết kế độc quyền đầu tiên trên thế giới mà sẽ không thể có xuất hiện một mẫu thứ hai như vậy. Cái điều thú vị rằng là bất kể một nhà đầu tư nào cũng có thể xem được 360 độ ở trên chính văn phòng cá nhân của chúng ta đấy. Và đây là một trong những chiếc U-Boat đầu tiên có cái chế độ này. Unisky, nhà sáng lập cũng tự tin rằng là sẽ không làm cho khách hàng hay cho chính những nhà đầu tư thất vọng. Ông tự tin 100% rằng là trong 8 năm vừa qua, UST đã tạo ra được quá nhiều thứ và trong thời gian tiếp theo chúng ta sẽ còn làm được nhiều thứ nữa. Vậy thì tại sao vẫn chưa xuất hiện nhiều các thông tin cụ thể về các dự án mục tiêu mà chúng ta, các dự án thương mại mà chúng ta đã được biết ạ? Ví dụ ạ, chúng ta sẽ xem xét một cái ví dụ nhé. Vì sao mà những cái thông tin thương mại của chúng ta không xuất hiện quá rầm rộ ở trên mặt báo hay trên các kênh truyền thông, thì chúng ta sẽ cùng xem lý do vì sao ạ. Dự án ở UAE và đã có đơn đặt hàng và trả phí khoảng tầm 3 đến 4 tháng, mất khoảng 6 tháng nữa để cái đơn hàng này này chúng ta tiến hành nghiên cứu khả thi. Đấy, và bên phía UAE họ cũng đã phải thuê một công ty khác để nghiên cứu về chính chúng ta luôn. Họ đã đến Belarus để xem xét về tiềm năng của công nghệ, con người cũng như là cái khả năng sẵn sàng triển khai được dự án. Rồi sau đó họ mới viết báo cáo khả thi là công ty đưa cho các cái khách hàng, và cái quá trình này nó đều mất vài tháng, đúng không ạ? Và sau đó là thiết kế các cái dự án này nó mất khoảng 3 đến 6 tháng nữa, mà tổng một cái quá trình này nó mất lên đến là 1,5 năm, 1,5 năm đấy ạ. Và hầu hết các cái sản phẩm trên thế giới cũng cần phải có cái quá trình như vậy, thậm chí là những cái sản phẩm nhỏ tiêu dùng như chúng ta như là chiếc điện thoại iPhone ấy, hay là xe điện Tesla có giá trị hàng chục nghìn USD thì nó cũng cần phải có cái quá trình nghiên cứu trước khi mà nó tiến hành gọi là thương mại hóa hàng loạt, đúng không ạ? Sản phẩm của chúng ta thì cũng cần phải trải qua một quá trình, còn cả phải đấu thầu luôn. Ở bên UAE chúng ta còn phải đấu thầu cạnh tranh với vài cái doanh nghiệp gọi là đối thủ cạnh tranh của chúng ta, và chúng ta đã thắng thầu ở trong những cái cuộc đấu thầu đó. Chúng ta rồi tiếp tục là nghiên cứu áp dụng này, rồi nghiên cứu khả thi này. Đấy, và ngài chủ tịch vẫn luôn sẵn sàng tự tin rằng là sẽ không làm cho khách hàng thất vọng, xứng đáng với cái khoản tài trợ cũng như là xứng đáng với cái niềm tin hy vọng để trở thành một nhà đầu tư cổ đông, một người đồng sở hữu với công nghệ này. Tiếp theo, đây là một trong số những cái thông tin đã được gọi là bật mí một chút nhé, em Huyền bật mí một chút. Những cái thông tin này là chúng ta sẽ được nhìn thấy ở một trong số những cái nó gọi là những cái bản tin ạ. Những cái bản tin, nếu như quý cô chú anh chị em mình chịu khó đọc những cái bản tin mới ra ở trên văn phòng cá nhân thì chúng ta sẽ đọc được những thông tin giống như em Huyền đang chia sẻ nhá. Bây giờ chúng ta sẽ xét xem là hiện tại chúng ta đang có bao nhiêu dự án thương mại, những dự án thương mại cụ thể như thế nào. Đấy, thì ở slide này chúng ta sẽ được nghiên cứu ạ. Công việc về tài liệu thiết kế đã được hoàn thành và việc xây dựng đã bắt đầu là một dự án. Tức là một dự án đi vào triển khai bắt đầu xây dựng rồi đấy ạ. Nghiên cứu khả thi được khách hàng đã hoàn thành và thanh toán tiền dự ứng, gọi là ứng cho dự án này là hai dự án. Dự kiến thanh toán cho công việc chuẩn bị nghiên cứu khả thi là hai dự án. Các cái thỏa thuận về ý định bắt đầu được ký kết
là 17 dự án và đàm phán ký hợp đồng để chuẩn bị nghiên cứu khả thi là hơn 30 dự án ở trên 10 khu vực lãnh thổ ở trên thế giới. Đấy. Đây là một trong những cái thông tin mà công ty tiết lộ. Và thường thì công ty chúng ta là làm nhiều hơn cả nói. Những gì công bố ra là còn nhỏ hơn rất là nhiều so với cái thực tế đang triển khai luôn. Và chúng ta đang nghiệm thu cũng như là đưa vào hoạt động tổ hợp vận tải Ulay đặt tại Belarus. Chúng ta đã biết cái tuyến đường thương mại đầu tiên rồi đúng không ạ? Tuyến đường thương mại dài hơn 1 km ở tại khu trung tâm thử nghiệm Belarus của chúng ta. Vì sao mà cái tuyến đường này nó ngắn nhưng nó lại mang một cái ý nghĩa rất là lớn? Bởi vì rằng là chúng ta hoàn thành thử nghiệm này, chứng nhận này, rồi giấy tờ đấy để cấp phép cho cái quá trình là chở người được ở trên những cái tuyến đường này. Đấy thì tuyến đường Ulay mà trong cái đợt chuyến đi tháng 7 vừa qua, các anh chị em cổ đông đoàn Việt Nam cũng đã có những cái hình ảnh chụp lại đúng không ạ? Những thước phim video cũng như là những cái đoạn livestream về cho anh chị em cổ đông ở tại Việt Nam mình đấy là về cái hình ảnh của chiếc Ulay này. Đấy. Rồi tiếp ạ. Ở trong giai đoạn này chúng ta đã và đang phát triển các cái giải pháp tổ hợp giao thông cho các dự án mục tiêu được diễn ra ở các quốc gia có tên như sau ạ. Đó, Thụy Điển này, Israel này, Ukraine này, El Salvador này, Saudi UAE này, Dubai của UAE này, đúng không ạ? Rwanda này, Kazakhstan này, Dominica này, Tây Ban Nha này, Hoa Kỳ này. Thậm chí là em Hiền còn không nêu ở đây đó là cái đất nước láng giềng của chúng ta Philippines đúng không ạ? Họ cũng đã có những cái công khai là công bố hợp tác với tập đoàn mình rồi đấy ạ. Và những cái tài liệu này nhá, chúng ta sẽ có thể là được cung cấp theo yêu cầu hoặc là tùy thuộc vào cái việc ký kết những cái hợp đồng NDA. Đây là một trong những cái quá trình gọi là ký những cái hợp đồng thương mại, nó sẽ có những cái bí mật sẽ cần phải giữ ở những cái giai đoạn đầu tiên trước khi mà nó tiến ra gọi là thương mại hóa hàng, nó gọi là gì ạ, có thể công khai công bố được ấy. Trước khi có thể công bố được thì phải tránh cho cái quá trình là làm phá hoại của các cái bên đối thủ cạnh tranh hay những cái thế lực ngầm hay là những cái bên còn đang ganh ghét và đố kỵ với doanh nghiệp của chúng ta, thì chúng ta sẽ cần phải có một cái quá trình bí mật như này. Mặc dù ở đây chúng ta chưa rõ được cái cụ thể của các dự án này được gọi là xây dựng ở thành phố nào, tiểu bang nào hay là cái tuyến đường như thế nào, thế nhưng mà đã có một vài những cái tiết lộ cơ bản về một số những cái dự án thương mại ở trong những cái buổi Zoom trước ấy, quý cô chú anh chị em mình được nghe, ví dụ như buổi Zoom tối ngày hôm qua chẳng hạn, đúng không ạ? Thì em Hiền xin phép là không nhắc lại ở đây nhé. Ở đây tiếp ạ. Tiếp theo là em Hiền sẽ chia sẻ ở đây là cái này là cái lộ trình, đây là lần đầu tiên ạ. Phải nói là trong lịch sử 8 năm qua, đây là lần đầu tiên mà công ty chúng ta có một cái văn bản công bố một lộ trình, một cái kế hoạch để chi trả tiền cổ tức cho các nhà đầu tư đấy. Đấy thì ở trên màn hình là quý cô chú anh chị em mình đang được nhìn thấy là cái văn bản đấy, được công khai ở trên văn phòng cá nhân của mỗi một anh chị em nhà đầu tư. Đấy, năm 2023 chúng ta sẽ nâng số lượng hợp đồng lên là 10 hợp đồng này và tổng chiều dài các tuyến đường này ít nhất là 100 km. Đấy, và trong năm này, trong năm 2023 này, chúng ta cũng sẽ phát triển để đạt được cái khả năng tự cung tự cấp vốn với số tiền nhận được từ các cái dự án tạo ra từ các cái tổ hợp giao thông UST. Đấy. Tiếp theo đến năm 2024, chúng ta sẽ bắt đầu vận hành các cái tuyến thương mại đầu tiên. Vận hành là gì ạ? Vận hành là xây xong rồi đấy ạ. Có nhiều khi là chúng ta không nhìn thấy công bố là báo chí rầm rộ đưa tin về cái dự án này đang được triển khai ở đâu. Thế mà 2024 đã đưa vào vận hành, tức là đã khai thác chở người, chở hành khách ở trên đó rồi đấy ạ. Là 2024 nhá. Ở 2024 chúng ta cũng sẽ ký những hợp đồng thương mại cho cái tuyến đường cao tốc 500 km/h. Chúng ta cũng sẽ ra mắt hai cái khu phức hợp thử nghiệm và trình diễn với các cái cầu vượt vận tải dạng cứng và dạng bán linh hoạt có tải trọng lớn hơn ở tại Eco Technopark. Và đến năm 2025 ạ. Chúc mừng cho tất cả anh chị em cô chú đã và đang sở hữu được cổ phần của UST. Vì 2025 tất cả chúng ta không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng cùng giàu, nhưng sẽ giàu cùng ngày cùng tháng cùng năm đúng không ạ? Cùng nhận tiền về tài khoản tinh tinh một cùng một ngày cùng một tháng cùng một năm luôn ạ. Và chúc mừng cho tất cả các anh chị em chúng ta. Cả nhà mình sẽ dành một tràng số 10 vào phần comment chat để chúc mừng cho những ai đã đang và sẽ biết đến và nắm bắt cái cơ hội đầu tư và sở hữu cổ phần của tập đoàn UST ạ. 2025 nhé.
đã có cái những cái cơ sở để tự tin nói rằng là 2025 chúng ta sẽ nhận được khoản tiền cổ tức đầu tiên. Nó có thể chưa phải là khoản tiền cổ tức quá lớn. Đấy, tuy nhiên chúng ta đã nhận được những cái khoản tiền từ chính cái công sức chờ đợi của chúng ta, đúng không ạ? Từ những cái khoản tiền vốn mà chúng ta thực sự kỳ vọng, đặt nhiều kỳ vọng vào đó, đặt nhiều niềm tin hy vọng vào đó. Đấy, và chúng ta cũng có thể tự tin để nói với những người mà chúng ta đã từng chia sẻ đến với họ. Đấy, mà họ không có công nhận mình. Đấy, họ cho rằng mình là điên rồ, họ cho rằng mình là ảo ma Canada, đúng không ạ? Rồi ạ. À, chúng ta sẽ cùng xem một chút xíu nhé. Đây là một cái ví dụ ạ. À, đây là một cái ví dụ để cho quý cô chú anh chị em mình có thể tưởng tượng được rằng là công nghệ USD của chúng ta đấy, đã ở trong giai đoạn hoàn thiện rồi. Nó giống như là việc chúng ta xây dựng một tòa nhà chung cư ấy. Đấy, thì cái việc mà xây dựng một tòa nhà chung cư chúng ta phải có giải phóng mặt bằng, đúng không ạ? Phải có các cái giấy tờ với các cái đơn vị chính quyền này, đúng không ạ? Lên phương án thiết kế này, rồi giải phóng mặt bằng này, rồi xây dựng cả cái gì nền móng của nó này, đúng không ạ? Và bắt đầu là xây lên những cái tầng, những cái tầng nhà đấy ạ. Đấy thì UST của chúng ta đã ở trong giai đoạn này rồi ạ. Đấy, và chúc mừng cho tất cả chúng ta chỉ còn là chờ cái ngày là bàn giao từng căn hộ đến cho khách hàng và nhận tiền, đó là bắt đầu là có tiền về tài khoản, là trả tiền cổ tức cho các anh chị em cổ đông thôi. Nó không còn quá lâu đâu ạ. Nếu ai đó mà có một cái tầm nhìn xa trông rộng thì chúng ta sẽ thấy là cái cơ hội này là quá nhanh chứ không phải là lâu. Đấy. Dạ. À, vậy thì kết thúc giai đoạn 15 này và những cái năm tiếp theo sau đây, chúng ta sẽ còn có những cơ hội gì với UST nữa? Đấy, thì ở đây là cái mà em Huyền sẽ cùng muốn phân tích với quý cô chú anh chị mình một chút nhé. UST của chúng ta đã và đang được sử dụng cái số tiền vốn huy động từ quỹ huy động vốn, quỹ nhân ái mạo hiểm SWC, đúng không ạ? Và Huyền cũng là một trong số những đối tác của quỹ LLC này. Thì trong cái khoảng thời gian hơn 8 năm qua, LLC chỉ tập trung 100% cho việc tài trợ vốn cho các ý tưởng của nhà khoa học Anna Yunitsky mà thôi, chứ không sử dụng số tiền vốn của nhà đầu tư cho bất cứ một lĩnh vực hay là một doanh nghiệp nào khác. Đấy, và trong thời gian nhiều năm sắp tới, cái quỹ này cũng sẽ vẫn tập trung cho các cái ý tưởng của Yunitsky tiếp theo ạ. Và chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây là một loạt các cái siêu thị danh mục đầu tư cho những nhà đầu tư khác. Đấy, họ biết sau, họ đón nhận cơ hội sau chúng ta thì sẽ còn cơ hội gì dành cho họ nhé. Thì trong thời gian sắp tới khi chúng ta đóng 15 giai đoạn huy động vốn rồi thì sẽ tiếp tục là huy động vốn cho những dự án thương mại và cho các cái công nghệ tiếp theo nữa. Đấy, ví dụ ạ, ở trên màn hình quý cô chú anh chị em được xem một vài các cái ví dụ như là UST của chúng ta sẽ sản xuất các linh kiện ạ. Đấy, hay là mùn Utera, hiện tại là các nhà đầu tư đang song song những nhà đầu tư VIP ấy, sẽ được ưu tiên đầu tư vào mùn Utera trước so với những nhà đầu tư thông thường, đúng không ạ? Và sau này thì những người họ đón nhận cơ hội sau chúng ta từ năm 2024 trở đi chẳng hạn, đấy thì sẽ bắt đầu là họ không được sở hữu cổ phần nữa, mà họ sẽ là đầu tư trực tiếp vào những cái dự án này và những công nghệ này, và những dự án này cũng vẫn sẽ mang lại những lợi nhuận vô cùng lớn. Đấy, tuy nhiên so với cổ phần gốc UST thì nó nhỏ hơn rất là nhiều, bởi vì chúng ta vừa là đồng sở hữu công nghệ giao thông UST nhưng chúng ta cũng đồng sở hữu 200 bằng phát minh sáng chế của nhà khoa học Anna Tuniski, và chỉ cần là những cái sản phẩm công nghệ này được tiến hành và thương mại hóa thì chúng ta cũng nhận được một phần cái tiền bản quyền trả về công ty mẹ GTI. Đấy, và chúng ta một phần tiền của lợi nhuận của những cái công nghệ khác đó, đấy, chúng ta cũng sẽ được nhận ở trong đấy. Đương nhiên là cái phần lớn của phần lợi nhuận sẽ dành cho những nhà đầu tư trực tiếp vào những cái công nghệ này. Đấy. Ví dụ như nhà máy điện sinh học kiểu mới, có nhiều anh chị em đặt ra câu hỏi. Hôm vừa rồi em Huyền nhận được một câu hỏi của nhà đầu tư là Huyền ơi, UST xây dựng ở những cái quốc gia có nhiều ánh nắng mặt trời thì sử dụng năng lượng điện được, năng lượng điện mặt trời được. Nhưng mà nếu mà xây dựng ở những cái đất nước mà ở cái khoảng thời gian đó không có nhiều nắng ấy, không có ánh nắng chẳng hạn, hay là vùng vùng miền núi hay là gì đó chẳng hạn, thì sẽ không có nhiều ánh nắng mặt trời, thì làm sao sử dụng được điện năng lượng mặt trời? Thế thì câu trả lời cho quý cô chú anh chị em mình đây ạ, đó là chúng ta ngoài sử dụng năng lượng điện mặt trời, năng lượng điện gió, năng lượng điện sinh hoạt bình thường, thì chúng ta còn phát triển cả năng lượng điện sinh học kiểu mới luôn ạ. Đấy, và đây là một trong những công trình nghiên cứu của nhà khoa học Anatolinsky nhé.
À, rồi chúng ta sẽ phát triển cả khách sạn sinh thái này. Những anh chị em nào thích bất động sản ấy, thì hoàn toàn sẽ có những cái lĩnh vực ở trong này để cho cái cô chú anh chị em mình đầu tư theo cái gu sở thích của mình luôn. Đấy, rồi đầu tư vào đô thị tiên tính, đúng không ạ? Các cái thành phố thông minh nó sẽ ra đời liên tục ở khắp các nơi trên khắp thế giới luôn. Và cái mô hình này còn được đưa ra cả ngoài vũ trụ luôn. Đấy, rồi các dự án thương mại cụ thể, đúng không ạ? Các dự án thương mại cụ thể, em Huyền lấy ví dụ nhé. Ví dụ như là một dự án được xây dựng ở bên Philippines chẳng hạn. Đấy, nó trị giá khoảng tầm 10 tỷ đô chẳng hạn. Thì quốc gia Philippines người ta chỉ bỏ tiền ra được một khoản nào đó thôi, một phần nào đó thôi. Còn lại là họ cũng sẽ huy động vốn từ các cái nhà đầu tư khác, đúng không ạ? Và quỹ FWC của chúng ta sẽ vào cuộc để huy động vốn cho cả những dự án thương mại như vậy. Đấy, và nhà đầu tư sẽ được hưởng lợi nhuận từ cái dự án thương mại cụ thể này mang đến để trả cho họ. Đấy, ví dụ như là đợt vừa rồi anh chị em nào mà đầu tư vào Moon Utera, chúng ta sẽ biết cái con số ấy. Ví dụ như là 50% lợi nhuận chẳng hạn, đấy là cái hệ số tỷ suất lợi nhuận của nhà đầu tư. Đấy, và nhân với lại cái hệ số lợi nhuận của cái à, nhân với phần trăm lợi nhuận chứ, nhân với phần trăm lợi nhuận của doanh nghiệp là của dự án đấy nó mang lại ở trong năm, thì nó sẽ ra được phần trăm số lợi nhuận mà nhà đầu tư sẽ được nhận. Nhân với cái số tiền vốn mà nhà đầu tư bỏ ra sẽ ra cái con số tiền được nhận thực tế về tài khoản của mình đấy. À, những anh chị em là nhà đầu tư thì cũng còn rất là nhiều cơ hội. À, còn anh chị em mà làm chương trình đối tác ạ, có quá nhiều việc để làm ở đây. À, khi các anh chị em mình có một cái cộng đồng nhà đầu tư, có một cộng đồng đối tác cùng đang làm việc này, phát triển này, vừa phát triển về phát triển cá nhân, về tư duy tài chính, đúng không ạ, phát triển về con người, thì chúng ta cũng còn có cả một cái xây dựng những cái cộng đồng, mà cái cộng đồng thực sự là thịnh vượng, là sẽ đạt được những cái mức thu nhập thụ động ngoài cái dòng tiền cổ tức từ cái cổ phần UST mà chúng ta đã sở hữu, thì chúng ta còn có cả dòng tiền thụ động từ cái cộng đồng nhà đầu tư này khi mà họ liên tục tái đầu tư, liên tục đầu tư vào những cái dự án tiếp theo ạ. Lúc đấy thì quý cô chú anh chị em không cần phải nhắc, họ thích là họ đầu tư và có tiền cổ tức rồi mà, đúng không ạ? Tức là lúc đấy là cái khoản tài chính của họ nó quá dư dôi rồi. Nên là cái việc mà họ tiếp tục đầu tư vào những cái dự án khác nó là chuyện hết sức bình thường. Đấy, và khi mà họ đã hình thành được về cái tư duy triệu phú tỷ phú rồi, thì họ biết rằng là trên tổng cái thu nhập một tháng một năm của họ là họ phải dành ra bao nhiêu phần trăm để họ tiếp tục tái đầu tư cho tương lai của mình cũng như là các thế hệ gia đình mình sau này, và ra cái thế hệ gia đình tỷ phú có thể là xuất phát điểm từ mỗi một chúng ta đang ngồi ở đây. Đấy. Và đây là cái để quý cô chú anh chị em mình sẽ dễ mường tượng hơn ạ. À, chúng ta đã đi được một cái hành trình 8 năm, đúng không ạ? Và trong thời gian sắp tới, 2 năm tới, chúng ta sẽ nhận được tiền cổ tức. Đấy, và có thể là 1 năm, 2 năm tới nữa đấy, sau khi chia cổ tức, thì chúng ta sẽ bắt đầu được trao đổi, hay còn gọi là công ty IPO lên sàn giao dịch chứng khoán đấy ạ. À. Đấy, và cái việc mà công ty hoàn thành nghĩa vụ ở đây có nghĩa là hoàn thành được cả việc chi trả cổ tức rồi đó. Đấy, hay là những cái nghĩa vụ khác nữa thì có thể là sẽ đóng giai đoạn 15 bất cứ một lúc nào. Đấy, hay là có cái nhà đầu tư cá mập, những nhà đầu tư cá mập họ vào họ đầu tư tài trợ hết cho cái giai đoạn 15 này, thì lúc đấy công ty cũng có thể là sẽ đóng cái giai đoạn 15 sớm. Đấy. À, đây là một trong số những cái thông tin về ngày chủ tịch tập đoàn. Không biết em Hiền có nên chia sẻ nữa không ạ? À, về ngày chủ tịch chúng ta cùng chia sẻ một chút xíu nữa nhé. À, về ngoài công nghệ thì về mặt con người của chính ngài chủ tịch tập đoàn thì cũng đã nhận được những cái bước tiến phát triển trên cái hành trình 8 năm khi ông là tổng công trình sư, là chủ tịch của tập đoàn UST. Đấy. Ngoài những cái thông tin trên màn hình quý cô chú anh chị em mình được nghe rất là nhiều rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xem những cái thông tin khác nữa về con người tuyệt vời này nhá. Nói rằng là chúng ta quá may mắn, đúng không ạ? Vì chúng ta được hợp tác làm việc và đứng trên vai của một con người không còn từ gì để nói hơn, cái từ tuyệt vời nó cũng không thể nào mà miêu tả được hết về con người ông nữa, đúng không ạ? Đây là một trong số những cái tính từ đấy mà chúng ta có thể gạch đầu dòng để nói về con người này. Đấy, tuy nhiên là nó sẽ còn nhiều hơn nữa nhé. Đấy, quý cô chú anh chị em mình có thể là cùng comment trong phần comment chat những gì mà cả nhà mình cùng suy nghĩ về ngài chủ tịch. Đấy. Ví dụ ở đây là chúng ta sẽ có một số những tính từ, ví dụ là một người có khát vọng, đúng không ạ? Có tham vọng, có những sứ mệnh lớn đấy, để giải cứu hành tinh cơ mà, đúng không ạ? Có những mục tiêu lớn và rõ ràng chi tiết cụ thể đấy, là một người tài năng, có trình độ, có chuyên môn,
Ngài chủ tịch của chúng ta là có đến 10 tấm bằng kỹ sư đấy, rồi bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ, quý cô chú anh chị ạ, 10 tấm bằng cơ ạ. Như em Huyền là Huyền có một tấm bằng đại học và một tấm bằng thạc sĩ đấy, còn ngài chủ tịch là theo đuổi học đến tận ở 10 cái ngôi trường đấy, và được 10 tấm bằng kỹ sư ở trong các lĩnh vực luôn đấy, là một người có trí tuệ, có đầu óc tổ chức đúng không ạ. Thực sự là trí tuệ của ông thực sự rất là lớn. Khi em Huyền đọc 500 trang trong cái cuốn sách về tiểu sử cuộc đời và sự nghiệp của ngài, thì những cái sự hiểu biết của ngài nó vượt cái tầm sự hiểu biết của mình rồi. Em có những đoạn mà em Huyền đọc đi đọc lại mà mình vẫn còn chưa thể ngấm được hết luôn. Ông cũng là một người có tư duy như một triết gia, có suy nghĩ mọi thứ nhé, nó theo cách hệ thống trên mức toàn cầu luôn ạ. À, chứ không phải là suy nghĩ ở cái tầm nhìn hạn hẹp nhỏ đâu. Đấy, rồi ông cũng là người tập trung vào các cái giá trị, đấy, giải quyết các vấn đề trong xã hội, là một người trách nhiệm và cam kết đúng không ạ? Lúc nào ông cũng nói rằng là ông rất biết ơn mỗi một anh chị em nhà đầu tư của ông đã tài trợ góp vốn và tin tưởng ông, và ông luôn đau đáu về cái trách nhiệm với cái khoản đầu tư của mỗi một con người đã đầu tư vào đây. Ông cũng nói rằng là các anh chị là những người tốt trong, là những người tốt nhất trong số những người tốt, bởi vì rằng là đã đạt được một cái niềm tin, đã có một cái tầm nhìn, một cái hoài bão, một cái niềm yêu thương, một cái sự thấu hiểu cho công nghệ, cho ông và cho cả doanh nghiệp nữa đấy. Mỗi một lần mà em Huyền cũng như đoàn cổ đông gặp được con người này thì ông luôn nói và luôn nhắc lại những cái câu nói như vậy. Ông cũng là người có tài chính vững mạnh nhé quý cô chú anh chị em nhé. Bản thân ông và gia đình ông đấy, là trước khi mà thành lập doanh nghiệp thì cũng đã có nền tảng cơ sở, ông đã từng có cho mình những cái doanh nghiệp cá nhân cho mình đúng không ạ, lên đến hàng triệu đô về cái doanh thu rồi đấy. Rồi ông có một cái hậu phương vững chắc là một người vợ thực sự cũng tài giỏi không kém gì ông cả đúng không ạ. Ông là một người nghiện công việc ạ. À, đến năm nay 74 năm tuổi rồi, 74 tuổi rồi mà ngày nào cũng thức dậy từ 5 giờ sáng. Em Hiền không làm được điều đó. Còn phải học rất là nhiều để cứ thức dậy sớm là bị viêm xoang, mình sẽ bị chảy nước mũi này, sẽ cảm giác bị mệt mỏi này, trừ khi hôm nào đó ngủ đủ giấc đấy, là dậy từ 5 giờ sáng đi chạy bộ hoặc là mò đọc sách với các anh chị thì được đấy. Thì phải nói rất khâm phục về cái mức độ nghiện công việc của con người này. Ông là một người từ tốn này, tử tế này, tận tâm này. Đấy, bất cứ một tính từ gì quý cô chú anh chị em mình cảm nhận về ông có thể comment trong phần comment đi ạ. Ông cũng là một người luôn tôn trọng mọi người, luôn tôn trọng và trân trọng các cái sự sống của muôn loài, từ những loài nhỏ bé nhất trên hành tinh của chúng ta. Là một người tinh anh và tráng kiện, bất chấp tuổi tác, năm nay 74 tuổi thì ông vẫn là một người có một cái sức mạnh, một cái sức khỏe tốt đúng không ạ? Có một lối sống lành mạnh. Ông vẫn luôn là đi bộ bằng chân trần, bằng chân đất ạ. Đấy, và tập thể dục mỗi khi có thể. Ông là một người rất là kiên cường. Cái khả năng vượt khó của ông rất là lớn đúng không ạ? Đấy, là người theo đuổi những cái tham vọng của mình đến cùng luôn, bất chấp những cái khó khăn, những cái thử thách, thậm chí là đe dọa đến tính mạng. Đấy. Là một người có uy tín và có tầm ảnh hưởng lớn, được nhiều người trí thức ủng hộ, có nhiều mối quan hệ chất lượng. Đấy, em Huyền có nhiều lúc chia sẻ ông như là một nhà chính trị gia. Đấy, không những là một nhà khoa học vĩ đại tài giỏi mà vừa là một doanh nhân này đúng không ạ, vừa là một chính trị gia nữa, khi tất cả những cái mối quan hệ của ông đều vô cùng chất lượng luôn. Ông cũng là một người có đức tin. Đấy, ông cũng tin vào Chúa, tin vào Thượng Đế, tin tin vào Phật và tin vào những cái tư tưởng tốt đẹp đấy. Tất cả những cái yếu tố trên là những cái nhân đẹp, những cái nhân tốt đúng không ạ, để tạo ra được một cái kết quả đẹp đấy. Đấy là một cái con người tử tế và có giá trị. Tiền nó là một cái phần thứ yếu thôi đúng không ạ, và nó chắc chắn là nó phải có. Nên là quý cô chú anh chị em mình chúng ta rất là may mắn đấy, được hợp tác làm việc và đứng trên vai của con người tuyệt vời đến như thế này đấy. Không phải là chỉ mô tả bằng miệng đâu, ông nhận được hơn 40 văn bằng giải thưởng lớn trên thế giới đúng không ạ, và nằm trong sách đỏ top 100 những nhà lãnh đạo xuất sắc nhất của thiên niên kỷ. Làm 1.000 năm mới có 100 những nhà lãnh đạo được nằm ở trong cái sách đỏ này, thì có ông chủ tịch của chúng ta. Ông những nhận được giải thưởng hòa bình thế giới được trao tặng ở Slovakia vào năm 2018, vượt qua những nhân vật nổi tiếng như là tỷ phú George Soros, hay là chủ tịch nước ở Trung Quốc Tập Cận Bình, hay là quốc vương Bhutan đấy.
Ngoài ra, đấy, ông còn được trở thành một thành viên danh dự của Hiệp hội Kỹ sư xây dựng Hoa Kỳ, vượt qua cả vùng lãnh thổ ở đất nước Belarus, thì ông còn nhận được những cái sự công nhận đấy, của các cái khu vực khác, đất nước khác nữa. Rồi ạ. Điều cuối cùng mà em Hiền muốn chia sẻ với cả nhà mình đó là về rủi ro khi tài trợ cho công nghệ này và cái cách để chúng ta giảm thiểu cái sự rủi ro nó như thế nào. Xin phép em Hiền sẽ mở ở trên kênh YouTube nhé, để cả nhà mình sẽ nhìn full được cái màn hình của cái video. Cả nhà mình sẽ cùng lắng nghe và tập trung trong vòng 7 phút. Video này nó cũng dài 7 phút ạ. 7 phút này là 7 phút vô cùng giá trị. Quý cô chú anh chị em mình sẽ nghe và thấu hiểu xem là những gì mà em Huyền chia sẻ về thành tựu của doanh nghiệp rồi này, nhưng nó sẽ vẫn còn tồn tại một số những cái rủi ro với doanh nghiệp cũng như là với khoản đầu tư của chúng ta như thế nào, để chúng ta hiểu cho mình và hiểu cho cả những nhà đầu tư của mình nhé. Các rủi ro có thể xảy ra, các rủi ro cao nhất là ở giai đoạn đầu và được bù lại với mức chiết khấu cao, xuất phát từ nguyên tắc rủi ro chia cho lợi nhuận. Rủi ro càng cao thì lợi nhuận càng lớn. Hiện nay dự án đang trong giai đoạn cấp vốn ở gần như cuối cùng, nhiều rủi ro đã được giảm đến tối đa, có những rủi ro đã hoàn toàn được loại trừ. Bất kỳ hoạt động đầu tư nào cũng đi kèm với rủi ro tiềm năng nhất định, một phần hoặc toàn bộ tiền. Đây là nguyên tắc hoạt động của thị trường tài chính. Không ai đảm bảo nhận được 100% lợi nhuận. Chính vì vậy, cần phải hiểu được bạn đang đầu tư vào đâu, rủi ro lớn ra sao và cách để giảm thiểu tối đa các rủi ro ấy. Rủi ro công nghệ. Công nghệ đã được cân nhắc thiết kế tới mức chi tiết nhỏ nhất và đang được hiện đại hóa trên cơ sở phát triển khoa học mới nhất. Áp dụng những công nghệ tiên tiến nhất, nó không phải là một công nghệ thô sơ mà đã được hoàn thiện qua hơn 40 năm, được đăng ký sáng chế, chứng nhận và thử nghiệm. Và trình diễn tại đây, chúng ta có thể nói rằng công việc mà được Anatoly Unitsky tiến hành về mặt kỹ thuật là vô cùng độc đáo, phức tạp và có tính khả thi, có thể mở rộng quy mô. Thứ hai là rủi ro về chính trị. Bất chấp tình hình chính trị phức tạp trên toàn cầu, công ty đã thấy trước được những rủi ro này. Nhóm các công ty đã được đăng ký quốc tế tại nhiều khu vực bảo vệ pháp lý. Chúng tôi không e ngại các lệnh cấm vận. Còn các công nghệ mới, bí quyết công nghệ know-how đã được cộng đồng vui mừng tiếp nhận, tạo nên những điều kiện thuận lợi nhất. Rủi ro thiếu vốn, rủi ro chính. Ở giai đoạn áp chót, việc nói về rủi ro thiếu vốn chưa hẳn là hợp lý, vì những giai đoạn phức tạp nhất đã qua đi. Tuy nhiên, rủi ro này vẫn còn tồn tại. Giai đoạn đòi hỏi chi phí, số lượng thu hút đầu tư lớn nhất là giai đoạn 15, vì chúng ta cần xây dựng tuyến đường cao tốc để trình diễn tốc độ 500 km/h. Mạng lưới các nhà đầu tư và đối tác hơn 500.000 người trên toàn thế giới được hình thành hơn trong 7 năm qua, cho phép cấp vốn cho dự án một cách ổn định. Còn các gói cổ phần trả góp cho phép dự đoán trước khối lượng dòng vốn nhận được, tạo nên kế hoạch tài chính cho tương lai. Rủi ro thiếu vốn cũng được giảm xuống nhờ các dòng tiền từ các khoản ứng trước cho các dự án cụ thể. Lợi nhuận từ các hoạt động liên quan như bán thành phẩm quốc phòng, hoạt động sản xuất nông nghiệp, hoạt động của trang trại Unitsky và các khoản thu nhập cá nhân từ ông. Chúng ta đã không loại trừ các dòng vốn lớn nhận được từ các khoản đầu tư nhỏ lẻ với khối lượng lớn cũng không hiếm gặp. Tiếp theo là rủi ro về uy tín, PR đen. Những kẻ hiểm ác, những đối thủ cạnh tranh luôn sẵn sàng và dùng mọi khả năng ngoan cố cản trở dự án phát triển nhiều năm liền. Nhưng chúng hoàn toàn không thành công. Có nhiều bài báo vu khống, ngụy tạo sự thật, đưa thông tin sai trái, hòng đánh lừa các nhà đầu tư tiềm năng, lôi kéo các cơ quan thực thi pháp luật hiện hành. Quá trình tố tụng gây khó khăn thêm và cản trở cho dự án thực hiện. Chúng ta đã sẵn sàng cho việc này. Bộ phận pháp lý có chuyên môn cao, đội ngũ bảo vệ uy tín của công ty đang được tiến hành phân tích. Trên lĩnh vực pháp lý, họ có thể giải quyết các vấn đề nảy sinh ngay cả trước khi đưa ra xét xử trước tòa án. Ai cũng sẽ chịu hình phạt thích đáng cho hành vi vu khống, xúc phạm danh dự và uy tín của công ty khi đưa ra những thông tin sai lệch so với sự thật. Tiếp theo là rủi ro về kinh tế. Nếu nền kinh tế toàn cầu bị khủng hoảng, đồng tiền gần với cổ phần là đồng đô la bị suy sụp hay không lưu thông được nữa, thì chúng tôi luôn sẵn sàng chuyển sang loại tiền tệ khác hay tính toán lại tài sản bằng tiền crypto nếu cơ chế giao dịch bảo thủ ngừng hoạt động. Rủi ro mất thông tin từ sổ đăng ký, bạn luôn có thể tự tải xuống và lưu trích lục từ sổ đăng ký. Nó được đăng ký trong văn phòng cá nhân của nhà đầu tư. Tiếp theo là rủi ro nhà tư tưởng Unitsky qua đời.
Bất chấp tuổi tác, tổng công trình sư của chúng ta đang có thể chất tuyệt vời. Anatoly Eduardovich tuân thủ lối sống lành mạnh. Ông đã đưa kiến thức của mình vào trường phái kỹ thuật riêng. Tại đây có những truyền nhân của ông và công nghệ được bảo vệ, tin cậy. Khác với nhiều công ty khởi nghiệp, chúng tôi không còn ở giai đoạn thiết kế trực quan hóa nữa. Chúng tôi đã có khu sản xuất hàng loạt, quy mô nhỏ, được thiết lập vận hành trơn tru, có dòng sản phẩm thực sự với một loại hình vận tải. Đó không chỉ là những hình ảnh, video mà là sản phẩm thực đang được thị trường chờ đón. Tiếp theo là về rủi ro cạnh tranh, công nghệ có tính cạnh tranh cao. Nó vượt trội các loại hình vận tải hiện tại về độ an toàn, tính thân thiện môi trường, hiệu quả kinh tế và hàng loạt các tiêu chí khác. Tiếp theo là rủi ro không rõ ràng. Một trong những bất lợi khi đầu tư vào dự án mạo hiểm là thiếu các số liệu cụ thể về thời hạn và mức vốn hóa. Tại đây chúng ta không thể nói chính xác con số hay khi nào công ty sẽ niêm yết trên sàn giao dịch đại chúng, có định giá sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, trị giá cuối cùng của công ty là do thị trường quyết định trên cơ sở cung cầu. Tương tự với thời hạn diễn ra, có các khoảng thời gian định hướng dự kiến kết thúc cấp vốn 15 giai đoạn là từ 3 đến 4 năm. Quá trình này rất phức tạp, phụ thuộc vào vô số các yếu tố bên ngoài, cần xét tới các đặc thù của nó, sự tồn tại những tình huống cản trở và tình hình kinh tế nói chung. Đó là lý do tại sao đầu tư mạo hiểm không phù hợp với tất cả mọi người. Ở đây, bạn cần kiên nhẫn và chờ đợi. Và một nhà đầu tư có năng lực, hiểu rõ đối tượng đầu tư, hiểu triển vọng và vốn tiềm năng nào đang chờ đón anh ta trong trường hợp thực hiện thành công dự án này là lợi nhuận hàng trăm phần trăm, cổ tức và sự gia tăng dài hạn về giá trị tài sản cho đến khi công nghệ được phát triển và ứng dụng trên toàn thế giới. Công ty đã hai lần tổ chức hoạt động thu mua lại cổ phần cho những nhà đầu tư đầu tiên. Với các điều kiện nhất định, họ có thể chốt được lợi nhuận thực sự và rút số tiền được sinh sôi thông qua thẻ ngân hàng của mình. Điều đó đã diễn ra như thế nào? Tháng 10 năm 2018 đã có thông báo chính thức về đợt mua lại đầu tiên. Thông tin này đã xuất hiện trong văn phòng cá nhân của các nhà đầu tư. Điều kiện cho lần mua lại đầu tiên này là gì? Mua lại cổ phần với 5.000 nhà đầu tư đầu tiên. Số lượng cổ phần được quyền chào bán tối đa là 100.000 đơn vị. Việc bán được thực hiện với giá một cổ phần bằng 0.01 đô la. Tiền được rút vào thẻ ngân hàng hoặc ví điện tử bằng đơn vị tiền tệ được chỉ định trong vòng 90 ngày. Công ty đã đề nghị mua lại cổ phần từ các cổ đông của mình với giá 1 sen trên một cổ phần. 100.000 cổ phần có thể được bán với giá 1.000 đô. Chúng từng được đăng ký cho khoản đầu tư 33 đô theo chiết khấu trung bình ở giai đoạn đầu tiên là 1.3.000. Như vậy, đầu tư 33 đô vào năm 2014, sau 4 năm, chúng ta nhận được về 1.000 đô. Trên thực tế, khoản đầu tư đã nhân lên 30 lần. Thứ hai là vào ngày 1 tháng 1 năm 2020, công ty thông báo chương trình mua lại lần thứ hai. Điều khoản của lần mua lại thứ hai là gì? Mua lại cổ phần dành cho các nhà đầu tư đã tham gia vào Eurasian Rail Skyway Holding Limited, được sinh trước ngày 31 tháng 12 năm 1944. Số lượng cổ phần được quyền chào bán tối đa là 500.000 đơn vị. Việc bán được thực hiện với giá một cổ phần bằng 0.012 đô la. Tiền được rút vào thẻ ngân hàng hoặc vào ví điện tử bằng đơn vị tiền tệ được chỉ định trong vòng 6 tháng kể từ thời điểm hoàn tất đề xuất. Chúng ta hãy cùng tính toán. Công ty đã đề nghị mua lại cổ phần từ các cổ đông của mình với giá 1,2 sen cho một cổ phần. 500.000 đô cổ phần có thể được bán với giá 6.000 đô la. Các cổ phần này trước đây được đăng ký cho các khoản đầu tư là 167 đô, theo chiết khấu trung bình của giai đoạn đầu tiên là 1.3.000. Như vậy, đầu tư 167 đô la vào năm 2014, sau 6 năm đã nhận về 6.000 đô la. Trên thực tế, khoản đầu tư đã nhân lên 36 lần. Cảm ơn Lisa. Nhà đầu tư chuyển tiền cho công ty. Thế cô chú anh chị em mình đã nghe được những thông tin giá trị cho mình chưa ạ? Có thể comment số 3 đi ạ. Cả nhà mình comment số 3 khi nhận được những thông tin vô cùng giá trị cho mình ạ. Là chúng ta là những người rất là khác biệt, đúng không ạ? Trong khi rất nhiều người ở ngoài kia họ đang loay hoay để tìm kiếm một cái công việc nào đó chỉ để gia tăng thu nhập. Và thậm chí họ sẵn sàng họ nhảy việc, họ bỏ công ty này để họ tìm sang công ty khác. Để chỉ mong rằng họ sẽ có được một cái mức tiền lương thu nhập một tháng cao hơn một chút ấy. Đúng không ạ? Thế nhưng còn chúng ta thì là sao? Không làm gì cả.
Việc duy nhất của chúng ta là dịch chuyển tài chính những cái đồng tiền mà chúng ta đã tích lũy được hoặc là hiện tại chúng ta đang có thu nhập được chẳng hạn, đúng không ạ? Dịch từ nơi an toàn tới những nơi mạo hiểm và kiểm soát chúng. Đấy, và chúng ta kiểm soát cái đồng tiền của mình bằng cái cách liên tục cập nhật thông tin và làm tăng được cả cái sự hiểu biết, những cái tư duy về tài chính của mình với cái cơ hội mà chúng ta đang đầu tư. Nó có thể là mạo hiểm với ai đó nếu người đó thiếu thông tin, thiếu sự hiểu biết, đúng không ạ? Nhưng nó sẽ là an toàn với những người mà vừa có tư duy kiến thức, lại vừa có được thông tin luôn luôn được cập nhật, nó rất là mới. Những cái thông tin đúng, chính xác, nhanh nhất, đúng không ạ? Update nhất, mới nhất về chính cái doanh nghiệp của mình. Mà mình biết được rằng là số tiền của mình đã, đang và được vận hành như thế nào. Và trong tương lai không xa, nó sẽ mang lại cho chúng ta những cái giá trị gì. Thì đây là cái tư duy kiếm tiền của những tỷ phú giàu có trên thế giới. Và đây là cái câu nói rất nổi tiếng của tỷ phú Warren Buffett. Và em Huyền tin chắc rằng là em Huyền cũng như là hơn 300 cái cô chú anh chị em trong buổi Zoom tối ngày hôm nay chúng ta có mặt gặp nhau ở đây. Có nghĩa là chúng ta đã là người, những người cùng chí hướng với nhau, là khác biệt với những người ngoài kia. Những người ngoài kia thì có thể rằng là ngày hôm nay họ chưa nhìn thấy. Nhưng với những anh chị em đang làm chương trình Nổi Bật Đối Tác ạ, chúng ta hãy kiên trì hơn, hãy thấu hiểu hơn, hãy khoan dung hơn, hãy yêu thương hơn. Và bằng những cái điều đó, chúng ta sẽ nỗ lực để giúp họ khai mở những cái tư duy cho họ. Đấy, và giúp họ biết được cũng như là đón nhận được cái cơ hội may mắn trong cuộc đời này cho mình. Cơ hội sẽ còn nhiều, kể cả sau khi kết thúc giai đoạn 15, chúng ta vẫn sẽ còn rất là nhiều công việc ở đây. Vì công nghệ, cái hệ sinh thái của tập đoàn chúng ta đấy ạ, sẽ là rất là lớn. Rất là nhiều công nghệ hay, tốt và đều mang lại những cái giá trị nhân văn, giá trị để có thể là đây là một cuộc tiến hóa cho nhân loại luôn ạ. Đấy, và chúc cho quý cô chú anh chị em mình trong cái thời gian mà mình đầu tư, mình tài trợ góp vốn và mình chờ đợi để nhận cổ tức vào năm 2025, chúng ta sẽ liên tục cập nhật đấy, và nâng cấp những cái kiến thức tư duy ở phía bên trong mình, cũng như là biết được cái khoản tiền cũng như doanh nghiệp nơi mà mình đang đồng sở hữu nó đã và đang phát triển như thế nào ạ. Cảm ơn cả nhà mình đã lắng nghe và em Hiền xin nhường mic lại cho MC chị Vương Hoa. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị em ạ. Bây giờ chúng ta sẽ có thể là giao lưu và đặt câu hỏi ạ. Em nhà chị Vương Hoa. Cảm ơn sự chia sẻ vô cùng giá trị của em Huyền. Và quý cô chú anh chị em thấy không ạ? Có đúng như lời em Hoa đã nói ngay từ đầu, đó là buổi Zoom tối ngày hôm nay sẽ vô cùng giá trị, đúng không ạ? Chúng ta đã nhận được những cái thông tin vô cùng giá trị và tuyệt vời từ em Huyền. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau dành những tràng số 6 để cảm ơn em Huyền. Hoặc là quý cô chú anh chị cũng có thể dùng những từ mà mình thật sự là mình muốn nói em Huyền chẳng hạn, như cảm ơn em Huyền hay là như thế nào đó, thì mọi người cứ thể hiện đi ạ. Mọi người comment lên ô chat đi ạ. Dạ vâng. Em thì cũng giống như kiểu là quý cô chú anh chị em, giống như tất cả các quý cô chú anh chị em ở trong Zoom đây. Đó là qua cái buổi Zoom chia sẻ ngày hôm nay của em Huyền thì Hoa hiểu được một điều rằng là tại sao mà em Huyền lại nhận được sự yêu quý của cả một cộng đồng lớn như thế. Thật ra là em Huyền mỗi một cái buổi mà em Huyền được chia sẻ lên với quý cô chú anh chị em trên cộng đồng ấy, thì em Huyền đã phải chuẩn bị rất là kỹ. Và em Hoa thì cảm thấy có một điều bất ngờ, đó là khi mà em Huyền chia sẻ, Hoa nhìn cái slide đấy là đã đến slide thứ 43 rồi, nhưng mà tiếp theo lại đến 46-47 slide. Ôi, Hoa mới nghĩ một điều rằng là tại sao Huyền lại có thể chuẩn bị được kỹ càng đến thế, nhiều slide đến thế. Thật sự rất là tuyệt vời luôn. Cảm ơn anh Huyền rất nhiều. Qua cái buổi Zoom ngày hôm nay thì cá nhân Hoa nhận được những cái giá trị. Hoa có thể nói tóm tắt một chút. Đó là Hoa nhận được cái giá trị lớn nhất. Đó là hiện tại bây giờ UST của chúng ta là chúng ta cực kỳ may mắn. Đó là chúng ta đã loại bỏ được hai cái rủi ro lớn ở cái thời điểm này. Đó là về công nghệ của chúng ta thì đã được chứng nhận rồi này. Chứng nhận về độ an toàn rồi này. Và chúng ta có thể thương mại ra thị trường rồi. Và cái thứ hai nữa là về cái thời gian chờ đợi của chúng ta là rất là ngắn rồi. Thật sự em rất là khâm phục những cô chú anh chị em mà chờ đợi trong suốt một cái khoảng thời gian dài đó. Và bây giờ như chúng em thì là những người chờ đợi cái khoảng thời gian mà quá ngắn, không có gì để mà phải nói, phải suy nghĩ nữa, đúng không ạ? Và cái thứ hai nữa mà em Hoa nhận được, đó là cái giá trị, đó là em Huyền chia sẻ được từ giai đoạn 1 cho đến giai đoạn 15. Thật sự quá là tuyệt vời. Em tin chắc rằng ở trong buổi Zoom ngày hôm nay này, có những cô chú anh chị em không biết đầu tư từ giai đoạn nào và đầu tư trong cái khoảng thời gian là bao lâu, nhưng em tin chắc rằng là rất ít người có thể vào trong trang văn phòng cá nhân của mình nghiên cứu từ giai đoạn 1 cho đến giai đoạn 15
xem là từng giai đoạn đó làm như thế nào, thiết kế như thế nào, đúng không ạ? Chắc chắn là ít người làm được điều đó lắm, trong đó có cả em đấy ạ. Và qua cái buổi Zoom ngày hôm nay thì em cũng nhận được rất là nhiều giá trị, nhưng mà nếu như để nói hết thì em nghĩ rằng là sẽ chiếm thời gian của quý cô chú anh chị em. Vậy thì qua buổi Zoom ngày hôm nay thì cô chú anh chị em nhận được cái giá trị gì thì em mời hai cô chú anh chị em nhé, sẽ chia sẻ về cái giá trị mà hôm nay cô chú anh chị em nhận được ạ. Em xin em xem ở trên màn hình xem nào. Cô chú anh chị em nào, cô chú anh chị em là nhận được giá trị gì thì chúng ta hãy giơ tay lên để chia sẻ ạ, chia sẻ những cái giá trị mà tới nay chúng ta đã nhận được ạ. Anh chị em cứ giơ tay đi, không ngại đâu. Em Hoa cũng không ngại mời anh chị em lên đây chia sẻ đâu mà. Em biết là bây giờ rất là muộn rồi, thật sự là rất là biết ơn các cô chú anh chị em là thời gian đã muộn như vậy rồi, nhưng mà các cô chú anh chị em vẫn ngồi đến giờ này thì chứng tỏ một điều rằng là cái tâm huyết và cái tình yêu của mọi người dành cho công nghệ này vô cùng lớn, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta đã nghe rồi, đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta hãy nói ra miệng đi, chúng ta hãy thể hiện cái tình yêu tâm huyết của mình bằng cách là giơ tay lên và chia sẻ những cái giá trị mà mình đã nhận được trong buổi tối ngày hôm nay đấy ạ. Các cô chú anh chị em cứ mạnh dạn lên. Có ai muốn hỏi, đặt câu hỏi gì với lại buổi Zoom tối ngày hôm nay không ạ? Các anh chị em nào muốn đặt câu hỏi thì các anh chị em cứ giơ tay lên ạ và đặt câu hỏi ạ. Hiện tại bây giờ em chưa thấy mọi người giơ tay, chưa thấy ai giơ tay. Có nghĩa là buổi Zoom tối ngày hôm nay của chúng ta là rất là tuyệt vời rồi, đúng không ạ? Giải đáp được tất cả thắc mắc của quý cô chú anh chị em và không có gì để hỏi, đúng không ạ? Nếu như mà quý cô chú anh chị em không có gì để hỏi, em Tường giơ tay, em Tường có gì muốn hỏi muốn chia sẻ đúng không? Xin mời em Tường. Mời em Tường ạ. Vâng, em chào chị Hoa. Cảm ơn Túc Huyền. Xin chào tất cả cô chú anh chị đang có mặt trong buổi Zoom buổi tối ngày hôm nay. Buổi Zoom ngày hôm nay thì Túc Huyền đã thống kê cho chúng ta những cái thông tin vô cùng giá trị từ những giai đoạn đầu tiên cho đến cái giai đoạn mà chúng ta đang trực tiếp góp vốn vào tập đoàn. Nó trải qua, đó là cả một cái quá trình các anh chị ạ. Đó, và có rất nhiều người, những nhà đầu tư khi chúng ta không hiểu là chúng ta cứ thắc mắc là số tiền của chúng ta góp vốn vào đây để làm gì, đúng không ạ? Thì ngày hôm nay câu trả lời này nó đã được giải thích cho các anh chị, và chúng ta đang đầu tư vào một công ty nó giá trị thật sự các anh chị ạ. Và mọi thường thấy được rằng cái việc mà chúng ta đang góp vốn với tập đoàn Unikai này, nó không chỉ đơn thuần là chúng ta góp vốn bằng cái tầm nhìn của cá nhân mình nữa, và hiện tại thì chúng ta đang góp vốn cùng với một tầm nhìn của một đất nước giàu có bậc nhất trên thế giới, đúng không ạ? Đó là bên UAE đó. Thì với tầm nhìn như thế thì chúng ta hoàn toàn có thể tự tin vào cái khả năng của mình đó. Và đến thời điểm hiện tại như Tốt Tuyền cũng đã chia sẻ với chúng ta rằng là về cái vấn đề về công nghệ, về sản phẩm thì chúng ta đã được hoàn toàn được chứng nhận rồi đó. Và chúng ta đang trong quá trình là vươn mình ra thương mại hóa toàn cầu. Và với cái góc nhìn cá nhân của Mạnh Tường thì Mạnh Tường thấy được rằng với một công ty khởi nghiệp thì thường là chúng ta sẽ có 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn hình thành từ ý tưởng, đúng không ạ? Giai đoạn thứ hai là giai đoạn phát triển sản phẩm, tức là sản xuất ra sản phẩm, và sau đó là chúng ta sẽ chứng nhận sản phẩm. Giai đoạn thứ ba đó là giai đoạn thương mại hóa ra toàn cầu. Vậy thì hiện tại cái doanh nghiệp Unikai của chúng ta đã đang ở cái giai đoạn thứ ba rồi các anh chị. Với một cái doanh nghiệp khởi nghiệp như thế thì với một doanh nghiệp, cái góc nhìn của các nhà đầu tư thì với một doanh nghiệp như này thì nó đã thành công rồi. Và ở góc độ của nhà đầu tư thì khi nào chúng ta có được cái số tiền lợi nhuận đầu tiên thì chúng ta mới được gọi là thành công, đúng không các anh chị? Vậy thì ở góc độ nhà đầu tư thì chúng ta hãy đánh giá theo các tiêu chí của các nhà đầu tư đó. Vậy thì với những cái tiêu chí mà chúng ta có thể lựa chọn một doanh nghiệp hay là một startup kỳ lân thì đây là một trong những doanh nghiệp mà đáng để chúng ta quan tâm và đầu tư đó. Vậy thì xin chúc mừng tất cả các anh chị, ngày hôm nay thì chúng ta đã có những cái góc nhìn rất là cụ thể về cái doanh nghiệp của chúng ta, giúp cho các anh chị có thể là yên tâm hơn với cái khoản đầu tư của mình. Và một lần nữa xin cảm ơn Túc Huyền rất là nhiều. Xin cảm ơn tất cả các anh chị đã lắng nghe. Mạnh Thường xin hết ạ. Dạ vâng, cảm ơn sự chia sẻ rất là giá trị của em Mạnh Tường, là em đã nhận được
những cái giá trị qua cái sự chia sẻ của Túc Huyền đúng không ạ? Và không biết là bây giờ còn có quý cô chú anh chị em nào muốn chia sẻ về những giá trị mà mình nhận được qua buổi Zoom tối ngày hôm nay không ạ? À, nếu có thì chúng ta hãy cùng giơ tay lên ạ. À, đến hiện tại bây giờ thì là cũng khá là muộn rồi và em thấy là cũng không còn có quý cô chú anh chị em nào giơ tay lên để phát biểu. Vậy thì em Hoa cũng xin phép là được là em Hoa xin phép được nói cái lời cuối cùng trước khi kết thúc Zoom. Đây là có anh Đỗ Anh Tuấn. Vâng, xin mời Đỗ Anh Tuấn giơ tay ạ. Đỗ Anh Tuấn bật mic lên và bật cam lên ạ. Mời anh Tuấn ạ. Anh Tuấn bật cam lên anh. Dạ vâng, anh Tuấn ấn nhầm thôi ạ. Dạ vâng. Vậy thì cũng thời gian cũng khá là muộn rồi, trước khi kết thúc buổi Zoom thì em Hoa cũng xin phép là chia sẻ với các anh chị một chút là cho dù các anh chị, các quý cô chú anh chị em ở đây, chúng ta có làm bất kỳ một công việc gì ở ngoài kia đúng không ạ, chúng ta cũng đều không có cái sự thừa kế cho con và cho cháu về sau đúng không ạ. Và chúng ta ở đây, chúng ta là những nhà đầu tư, chúng ta là đồng sở hữu của công nghệ này, thì chúng ta có quyền được thừa kế cái số tài sản của mình cho nhiều đời về sau của mình. Vậy thì chỉ cần một cái điều đơn giản như thế này thôi thì quý cô chú anh chị em thấy rằng là mình đã đầu tư vào đúng nơi đúng chỗ rồi ạ. Và đầu tư vào chúng ta cảm thấy, chúng ta có cảm thấy chúng ta tự khâm phục chính bản thân mình là một người rất là có tầm nhìn không ạ, đúng không ạ? Tại vì chúng ta làm công việc gì ở ngoài kia đi chăng nữa thì chúng ta cũng không có cái sự thừa kế cho nhiều đời phía sau, mà ở đây chúng ta lại có cái sự thừa kế cho nhiều đời phía sau. Vì vậy mà em chúc tất cả quý cô chú anh chị em qua buổi Zoom ngày hôm nay thì chúng ta hãy sở hữu cho mình một cái số lượng cổ phần nhiều hơn nữa, để làm gì ạ, để chúng ta có một cái dòng tài sản lớn hơn nữa để thừa kế lại cho con và cho cháu của chúng ta, được không ạ? Cảm ơn sự chia sẻ rất là tuyệt vời của em Huyền ngày hôm nay, thật sự rất là biết ơn em. Và trước khi kết thúc buổi Zoom thì chúng ta hãy cùng nhờ ban tổ chức là chụp cho chúng ta một tấm ảnh để chúng ta lưu lại làm kỷ niệm, được không ạ? Sau này chúng ta đều là những tỷ phú trong tương lai hết rồi, chúng ta nhìn lại cái hình ảnh của chúng ta, trước đây là cô chú là ông bà cha mẹ của chúng ta đúng không ạ, đã từng ngồi những cái buổi Zoom lên đến tận 11 giờ đúng không ạ. Điều đó nó rất là tuyệt vời. Chúng ta sẽ cùng nhau lưu giữ lại những cái khoảng khắc, những cái kỷ niệm trong buổi tối ngày hôm nay. Xin mời tất cả các anh chị em chúng ta hãy cùng raise hand, giơ tay lên ạ. Khi mà ban kỹ thuật hô 2, 3 thì chúng ta sẽ thả tim ạ. Mời em Tường chụp ảnh giúp cho buổi Zoom ạ. Ok chị. Xin mời tất cả các anh chị, cô chú anh chị chúng ta hãy giơ tay lên và cười thật tươi. Và Mạnh Tường sẽ ếm 1, 2, 3 thì chúng ta cả nhà đều thả tim. Mạnh Tường sẽ chụp ảnh cho các anh chị ạ. 1, 2, 3 cả nhà mình đều cười thật tươi ạ. 1, 2, 3. Rồi, thêm một kiểu nữa. 1, 2, 3. Mạnh Tường xin phép chụp sang thứ 2. 1, 2, 3. Thêm trang thứ 3. 1, 2, 3. Rồi, thêm trang nữa. 1, 2, 3. Rồi trang thứ 5 ạ. Trang thứ 5 thì thấy mọi người không bật cam thì Mạnh Tường xin phép chụp đến trang thứ 4 đi ạ. Xin cảm ơn các anh chị rất là nhiều ạ. Vâng, cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị em. Cho đến tận giờ phút này thì em thấy rằng là rất nhiều người bật cam lên và em được nhìn thấy những khuôn mặt xinh đẹp của quý cô chú anh chị em. Thì cho em Hoa được gửi lời chúc tới quý cô chú anh chị em, chúc cho cả nhà mình có một buổi tối ngủ thật sâu giấc, thật ngon giấc, tại vì chúng ta đều biết rằng chúng ta đang là những tỷ phú trong tương lai và chúng ta sắp có một cái dòng tiền rất là lớn, được tự do về tài chính đúng không ạ. Chúc cả nhà mình ngủ ngon. Em xin phép được đấy ạ, kết thúc buổi Zoom ngày hôm nay. Đăng ký kênh để xem video mới nhất nhé, xem chi tiết ở phần mô tả video này.